Chương 242, Phát Nam Tử, bên trong dãy núi huyền Đạo Tông, phía sau núi nơi năm đó Vương Lâm bế quan tu luyện là một khu rậm rạp cỏ cây và vô số hang động. Nơi đây giữa thiên nhiên bao la chỉ có một Phát Nam Tử đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá hình trụ trong động, nhắm mắt tu luyện, dung mạo của lão, so với 400 năm trước không khác là mấy. Vẫn là khuôn mặt vuông rộng, hoặc nhìn đã toát ra vẻ uy nghiêm, trên nóc động, có mấy nhũ nham chắc chiêu chút khoáng nhỏ từng giọt nước rơi trên mặt đất ẩm thấp tóc, tóc, đều đều êm tai. Hồi lâu, chỉ thấy trên mặt phát nam tử lóe sáng quỷ dị, biến hóa liên tục, lão chậm rãi mở hai mắt, thời khắc này, hai mắt lão như có mây mù ẩn hiện, bao trùm cả nhật nguyệt, phát nam tử giơ tay phải lên, chậm chậm bấm đốt ngón tay, sắc mặt không lộ hỉ nộ, vung tay đánh về phía trước. Lập tức vách đá ở phía trước cách lão ngoài mấy trượng bỗng nhiên không gian sáng bừng lên, ngay sau đó, mười đống sáng dần xuất hiện trên vách đá nhưng mười đống sáng này gần như vừa mới xuất hiện liền có sáu cái chợt lóe sáng chói rồi ngày càng ảm đạm cuối cùng biến mất vẻ mặt phát nam tử vẫn khó dò nhưng hơi nhăn lại một chút sắc mặt mơ hồ sa sầm lúc này tứ phía không khí ngưng trọng thậm chí mấy giọt nước đang nhỏ xuống từ trên đỉnh vách đá cùng dừng rơi nếu có hóa thần kỳ tu sĩ ở đây lúc này chắc chắn hai mắt sẽ sáng ngời có thể thay đổi dao động của linh lực bốn phía tiến hành một ít pháp thuật thần thông phức tạp chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể làm, hiện tại phát nam tử đã chạm tới sát hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ với lão mà nói, không hề xa, chỉ còn cách một khung cửa sổ giấy, chỉ cần đâm một cái nhất định sẽ xông qua, phát nam tử nhìn chầm chầm đống sáng trên vách thật lâu, thì thào lẩm bẩm, đằng hóa nguyên, ngươi rốt cuộc đã trêu chọc vào cường nhân phương nào. Để lại tai họa lớn như vậy. Ai? Nếu không có chuyện sứ giả đại nhân chỉ định dùng người đằng tộc làm chuột thí nghiệm, lão phu thật không muốn quản việc của đằng gia các ngươi." Phát nam tự sắc mặt âm trầm. Thực tế, cho đến giờ lão cũng vẫn chưa hiểu, rốt cuộc sứ giả đại nhân nhìn trúng điểm gì ở đằng gia mà lại chỉ định họ làm đối tượng thí nghiệm, nếu không có chuyện này, thì chỉ xét tư chất của cả đằng tộc, căn bản là không có khả năng có đến chính nguyên anh tu sĩ đằng hóa nguyên cũng làm sao có thể chỉ trong mấy trăm năm đã từ nguyên anh sơ kỳ nhảy lên hậu kỳ cường nhân sức mạnh gần bằng phát nam tử lão trầm ngâm một chút lão đứng lên vung tay áo thân thể lập tức biến mất lão hiện ra ở đỉnh núi huyền đạo tông đứng nơi đây phát nam tử quỳ một gối ngẩng đầu nhìn trời hai nhanh chóng biến pháp quyết theo sự biến hóa của pháp quyết trong tay lão bầu trời vốn trong vắt không một gợn mây đột nhiên mây kéo tới mỗi lúc một nhiều một cổ uy áp mạnh mẽ vô cùng từ từ xuất hiện, phát nam tử vung hai tay quát to, hạ cấp tu chân quốc phát nam tử mượn pháp khí dùng một chút, âm thanh vừa phát ra, lập tức hai ngọn núi cao nhất dãy hàng nhạc sáng lên hai sắc xanh hồng. Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, lúc này, toàn bộ linh lực trong triệu cảnh quốc đều điên cuồng ào ào trút về đây. Ngay sau đó, hai luồng sáng xanh hồng từ từ bay lên, dừng hai bên phát nam tử, hào quang dần tắt, lộ ra bản thể bên trong. Bản thể này là hai pháp luân, bên trên có bốn mũi dao nghiêng nghiêng, bắn ra từng tia sáng băng hàng. Thậm chí tứ phía quanh pháp luân còn hiện ra một khe nứt không gian. Có thể thấy, pháp luân này hoàn toàn không phải pháp bảo nguyên anh cấp, chỉ có thể là pháp bảo do tu sĩ hóa thần kỳ trở lên tự chế ra. Phát nam tử cung kính quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái, mới cẩn thận hạ một đạo linh quang lên hai pháp luân, cẩn thận thu vào túi trữ vật. Sau đó hít sâu một hơi, cả người lập tức tản mát ra từng cơn sóng sát khí giàu dạt, thì thầm, đằng hóa nguyên, đây là lần cuối cùng lão phu ra tay giúp ngươi. Trong vòng trăm năm nữa, nếu trong đằng gia không xuất hiện tu vi hóa thần kỳ, thì đừng trách lão phu không khách khí với đằng gia, dứt lời, cả người lóe sáng biến mất vô ảnh, ngay trong chớp mắt linh lực cuồn cuộn biến đổi, vương lâm lập tức phát hiện, sắc mặt hắn vẫn bình thản như thường, nhưng thâm tâm cũng trầm xuống. Một lát sau, hắn hừ lạnh, bay về phía chỉ có duy nhất một đống sáng của hạch tâm tộc nhân đằng gia không di động mà bay đi, biên giới triệu quốc. Nơi này vô cùng thần bí, 400 năm nay, phàm nhân phụ cận dù là người luyện võ, chỉ cần nghe tới nơi đây đều tái mặt hết hồn. Thậm chí là người tu chân cũng vô cùng sợ hãi địa phương này, nơi này là một vũng bùn đen thật lớn, từ vũng bùn to tướng sâu hóm ấy bốc lên cái mùi nước bùn đậm đặc gây mũi, nơi này rốt cuộc sâu bao nhiêu, trừ mấy người cá biệt, còn không ai biết chỉ có điều cứ cách trăm năm nơi này sẽ bùng nổ một lần thanh thế mỗi lần cực kỳ kinh người bình thường thì đây cũng là vùng đất cấm bất kể là phàm nhân tu sĩ hay chim bay dị thú phàm là tới gần nơi này một khoảng cách nhất định sẽ bị một lực hút khổng lồ nuốt lấy vào trong vũng bùng chôn sống thời gian dài qua đi ở bên ngoài vũng bùng vô tình xuất hiện một tầng lớp bụi bao phủ hoàn toàn bốn phía nơi này chính là đệ nhất hiểm địa của triệu quốc suốt 400 năm nay Hắc Nê Đàm. Tận cùng nơi sâu nhất trong Hắc Nê Đàm có một bộ quan tài Hắc Tinh, xung quanh bốn phía ngập trong bùn đen, cũng có thể nói nơi đây tứ phía là bùn, bên trong là vô vàng bạch cốt, đám xương cốt đó, có người, có thú. Tất cả đều là từ 400 năm nay, qua đây, xui xẻo bị hút vào, nơi đây là nơi tu luyện của người mà đằng bác sợ hãi nhất đằng nhất, đằng nhất là một truyền kỳ, người này không phải hậu bối của đằng hóa nguyên, mà chính là em ruột của lão, hắn là đệ nhất hạch tâm tộc gia, là người duy nhất từ xưa tới nay chưa một ai dám khiêu chiến, cũng là người duy nhất 400 năm nay vẫn giữ cái danh xưng đằng nhất, cách Hắc Nê Đàm chừng ngàn dặm, Vương Lâm phát giác đây là nơi vô cùng bất thường, không cưỡi văn thú nữa mà tự mình phi hành đi, gần như trong nháy mắt hắn tiến vào trong khoảng ngàn dặm, từ chiếc quan tài bùng đen dưới Hắc Nê Đàm, đột nhiên một bàn tay dài lêu nghêu vươn lên. Một nam tử gầy như que củi giống như một bộ xương người, chầm chậm từ trong quan tài ngồi dậy. Người này toàn thân chỉ một màu đen, gần như da bọc xương, không có lấy một chút máu thịt. Đỉnh đầu hắn chỉ còn lơ thơ sơ sát vài sợi tóc, cả người hắn, thật sự trông vô cùng kinh khủng. Trong mắt hắn, dần dần sáng lên một tia sáng u ám, chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này, Vương Lâm đã bay vào khoảng không bên trên hắc nê đàm, thần sắc ngưng trọng, tấm phiên đã lấy ra phiêu động bên người. Hắn nhìn hắc nê đàm một cái, không chút do dự, mắt lóe hồng quang, cực cảnh thần thức đã động, hóa thành vô số tia chớp liên tiếp bắn vào trong lớp bùn, bên trong quan tài tận sâu trong lòng hắc nê đàm, mắt gã xương khô kia hơi sáng lên u ám, chỉ thấy từng đợt tia chớp bay nhanh trong bùn hướng về phía mình, gã vương bàn tay phải như bộ xương, nhẹ nhàng bắt lấy một tia chớp đỏ, phục, một tiếng, tia chớp đỏ biến mất, ngón tay gã cũng vỡ vụn, gã hơi nhếch khóe miệng, u quang trong mắt tràn đầy chiến ý, chậm rãi đứng lên lần lượt rất nhiều tia chớp đỏ từ trên bắn xuống, nhưng mỗi lần đều bị gã dùng ngón tay ngăn lại. Cuối cùng, sau khi tất cả tia chớp đều biến mất, tay phải của gã bị nứt chi chít. Hắn liếc con mắt nhìn tay phải của mình, khẽ rung một cái, cánh tay hóa thành từng mảnh vụn rồi biến mất, không thèm để ý, chiến ý trào dân tỏa khắp toàn thân. Hắn nhếch môi, cả người nhoán lên phóng về phía trước, sắc mặt vương lâm đã hơi khó coi, mới rồi hắn cảm giác được rất rõ ràng, ti chấp cực cảnh thần thức hóa thành không ngờ bị người này chỉ hy sinh một cánh tay phải đã tiêu diệt tất cả. Mà trước đó, Vương Lâm có thể xác định cực kỳ chắc chắn, tu vi của người này tuyệt chưa đạt tới hóa thần kỳ, nhưng không ngờ hắn có thể ngăn cản cực cảnh thần thức. Khi bộ cốt khô kia bay ra từ hắc nê đàm, Vương Lâm không chút do dự biến cấm viên thành tấm màn đen bao phủ bốn phía, hơn 90 đạo cấm khí giống như những con hắc long từ tấm màn đen lao ra. Tay phải hắn bấm quyết, chỉ thẳng vào vũng bùn đen, linh quyết xé gió bay đi. Bộ cột khô kia đối với cấm khí đang lao thẳng đến, mặt ngây ngốc không chút biểu tình, không tránh không né mặt cho cấm khí lao xuống đánh trúng người. Lập tức thân thể gã đã xuất hiện nhiều vết nứt, nhưng khi đạo cấm khí cuối cùng biến mất, thân thể gã tuy nứt toát như ruộng đồng mùa hạ nhưng thủy chung không hề bị rời ra. Sắc mặt vương lâm sầm xuống, lui về phía sau, cùng lúc tay phải bấm quyết, ngón trỏ chỉ lên tấm màn đen trên không, Lập tức lại hơn 10 con rồng cấm khí hiện lên lao xuống, gã đàn ông như Bộ Cốt Khô kia cúi đầu nhìn những vết nứt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhếch khóe miệng, đột nhiên biến mất. Vương Lâm gần như không hề do dự, thân mình lóe lên biến sang một bên. Chỉ nghe đoạt một tiếng, ống tay áo bị kéo thật mạnh xuống vũng bùn. Nơi hắn biến mất, Bộ Cốt Khô kia đang nắm một góc vải áo, chiến ý trong mắt càng đậm, da đầu Vương Lâm hơi rung lên, nhìn chầm chầm gã, vừa rồi nếu hắn chỉ chậm phản ứng một khắc thôi, lúc này đã nằm gọn trong tay đối phương, ánh mắt âm u, cấm khí lại hạ xuống, ầm ầm lao về phía đối phương, đôi mắt nam tử như bộ cốt khô lại lộ ra vẻ mê mang, không tránh không né, mặc cho cấm khí oanh tạc trên người, vết trạng càng nhiều, mắt vương lâm lóe sáng, không đợi cấm khí biến mất, không tiếp linh lực lại xuất ra hàng chục cấm khí ầm ầm lao tới, cùng lúc đó, thân thể hắn không hề đứng yên một chỗ mà loan loáng biến mất rồi xuất hiện khắp nơi, khống chế cấm khí hạ xuống không ngớt, những tia chớp đỏ từ cực cảnh hóa thành cũng đánh ra không ngớt, nam tử gầy như bộ cốt khô kia vẫn không nhúc nhích nửa phân, chỉ khi cực cảnh thần thức hạ xuống mới vương tay trái đụng vào. Dần dần, vết trạng trên người hắn ngày càng nhiều hơn nữa, thậm chí dưới sự công kích điên cuồng, tay trái của hắn đã bị đập nát. Đây là một trận chiến vô cùng kỳ quái mặc dù kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm vô cùng phong phú, cũng mới thấy lần đầu, chương 243, đằng nhất, người này không hề né tránh, mặc kệ pháp bảo công kích. Chỉ có điều tấn công điên cuồng như thế, Vương Lâm cũng chịu không nổi. Nhất là cực cảnh thần thức, mỗi lần sử dụng là một lần tạo thành hao tổn lớn cho Nguyên Anh. Cả thân hình Vương Lâm chợt lóe lên, lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Lập tức từ trong túi trữ vật xuất ra một bình ngọc, đổ ộc tất cả vào miệng, nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể. Nhưng vào đúng lúc này, cả Nam Tử Gầy như bộ xương khô kia bỗng nhiên ngẩng đầu lại một lần nữa động thân vương lâm chấn động cả người lập tức nhoáng lên gần như ngay tại sát na bộ xương khô kia xuất hiện hắn lại né được trong đường tơ kẻ tóc tráng vương lâm lấm tấm mồ hôi lạnh nhanh chóng tiêu hóa đang dược bổ sung cho nguyên anh tiêu hao cùng lúc vỗ túi trữ vật một vỏ kiếm kiểu cổ xuất hiện trong tay hắn dùng tốc độ cực nhanh xuất ra một phi kiếm đâm vào bên trong lập tức phi kiếm mạnh mẽ bay ra từ trong vỏ kiếm hình thành một đạo kiếm khí rất to lớn ầm ầm lao tới bộ xương kia mắt nam tử đó lại trở nên ngây dại kiếm khí kia lao đến mạnh mẽ vô cùng nhưng gã không tránh không né tùy ý để cho kiếm khí đánh trúng vào thân thể cuối cùng cả thân hình da bọc xương của hắn không chịu nổi đòn này bắt đầu vỡ vụn tan nát nhưng ngay khi xương cốt toàn thân hắn tan nát là lúc ánh mắt hắn sáng rực lên tay trái trúc trắc nâng lên dường như có chút khó khăn cánh tay trái sắp dập nát đó bấm một phát quyết trong miệng rít lên một âm thanh giống như tiếng xương khô cạ vào nhau, ngưng, lập tức, thân thể gã vốn là phải tan tành, bỗng nhiên toàn thân lóe kim quang, ngay sau đó lại khôi phục như thường, hoàn hảo không hao tổn gì, vương lâm hít một hơi thật sâu, chầm chầm nhìn gã không nói nên lời, mắt gã chớp sáng nhìn vương lâm chầm chầm, ánh mắt trực lên chiến ý mãnh liệt, bàn tay nắm chặt, thân mình hóa thành một đạo tàn ảnh, một quyền đánh tới vương lâm, hai mắt vương lâm sáng lên, lập tức lui về phía sau, nhưng đột nhiên nhận ra linh lực tứ phía quanh mình dường như bị một lực lượng thần bí nào đó hút ra không còn thậm chí không ngờ tứ phía còn dường như xuất hiện một lực lượng mang tính giam cầm bên trong đó hắn cảm thấy tốc độ của mình bị hạn chế vô cùng ngay thời khắc này vương lâm lập tức tỉnh táo lại nhanh chóng từ túi trữ vật xuất ra thanh đồng cổ kính lóe sáng chiếu đến đối phương có điều thanh quan do cổ kính phát ra không ngờ lại không có chút tác dụng nào với gã Hắn siết chặt tay ầm ầm đánh vào cổ kính, trên kính xuất hiện vài khe nứt, từ trong đó ánh sáng lóe lên, dưới ánh sáng này, lực lượng giam cầm tứ phía dường như hơi lỏng ra. Không chút do dự, Vương Lâm nhanh chóng bay thoát ra, cùng lúc đó, mặc dù ruột đau như cắt, vẫn thấp giọng quát, "Bạo, thanh đồng cổ kính bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, ầm một tiếng nổ tung, vụ nổ này hình thành một trận gió lốc thật mạnh, điên cuồng càng quét bốn phía. Gió lốc tan đi, Cả nam tử gầy như bộ xương khô kia phun ra một nguồn máu màu vàng. Máu vừa ra khỏi miệng, cả người hắn lập tức mềm mặt xuống, mặt đầy kinh hãi, lao nhanh về hướng nguồn máu bắn ra, muốn nuốt nó lại, hai mắt vương lâm lóe sáng, chẳng những hắn không lùi còn bắn người lao đi, hiển nhiên là đuổi theo cục máu vàng kỳ lạ đó, cả kia thấy vương lâm cũng lao tới, lại cố gắng vọt nhanh hơn, một tay vương ra chụp vào cục máu, vương lâm cũng không dám chậm trễ vương tay tóm lấy, hai người cùng phát lực, Cục máu tách làm hai nửa bay về phía hai người, bộ xương khô bắt được cục máu vội vàng nuốt vào bụng, u quan trong mắt lại lóe, quất mắt nhìn đối thủ, nhanh chóng phóng đi. Vương Lâm bắt được nửa cục máu còn lại cũng không chậm trễ lao đi chạy về phía thật xa, hai người một trước một sau, loan loáng bay đuổi nhau, Vương Lâm cũng không dạy mà bay đường thẳng mà vòng vòng quanh Hắc Nê Đàm. Cảm giác đối phương có gì đó kỳ quái, lại nghĩ đến cục máu vàng, chớp mắt, hắn bỗng nhiên đại ngộ, cục máu vàng này thì hắn không biết nhưng trong trí nhớ cổ thần đồ ti lại có một loại rất giống như vậy thực ra cục máu vàng này cũng không phải vật gì quý báu lắm chẳng qua chỉ có tương tự như máu cổ thần thôi hoặc cũng có thể nói nó có ẩn chứa một tia máu cổ thần xem cách tấn công của gã kia ngoại trừ ngưng tụ thân thể gần như không có pháp thuật hay linh lực dao động mà là hoàn toàn lấy nắm đấm mà công kích kiểu tấn công này tất nhiên không phải phương thức chiến đấu của tu chân giới Người này giống như một bộ thay khô bị luyện thành con rối, chỉ có sức mạnh tay chân, hơn nữa, khi Vương Lâm thi triển pháp thuật, gã tỏ ra vô cùng ngây dại, nhưng con mắt mê mang ngây dại lại phản phất chút tia cảm xúc. Nên có thể nói người này là đang luyện một công pháp quỷ dị nào đó, lại bị tẩu hỏa nhập ma mới bị biến thành bộ dạng thế này, các loại công pháp của tu chân giới thật sự là vô vàng vô kể, Vương Lâm không thể biết được toàn bộ. Nhưng những gì hắn phán đoán là hoàn toàn chính xác công pháp mà đằng nhất tu luyện là một loại thần thông luyện thể cổ xưa. Thần thông này vốn không phải pháp môn của triệu quốc, mà là do vị sứ giả thông thiên tháp kia mang đến. Thần thông này sau khi tu luyện, thần thức và thức hải không tồn tại nữa mà được dung nhập khắp trong xương cốt toàn thân. Cho nên cực cảnh thần thức của Vương Lâm mới mất đi tác dụng của một kích trí mạng. Vương Lâm chăm chú bắt tay vào nghiên cứu cục máu vàng kia, ánh mắt chớp động không ngừng, trong đầu hắn dần dần rõ ràng, cử động của người này không phải là con rối bằng thay khô, mà là mô phỏng theo cổ thần, mắt hắn lóe ra một tia sáng sắc bén, vỗ túi trữ vật, lập tức một màn sương đen bay ra, hóa thành hai con rối thay khô. Đây là con rối được luyện thành từ hạch tâm tộc nhân nguyên anh kỳ của đằng gia, tay phải hắn bắn ra hai giọt máu trúng mi tâm con rối, hai con mắt nó lập tức mở trừng trừng lóe hồng quang, gào rít đánh về phía đằng nhất, điên cuồng vung quyền vung cước chém giết ầm ầm, ý đồ ngăn cản bước chân đối phương hai mắt gã lóe lên u quang siết chặt nắm tay ầm ầm đánh vào ngực một con rối lập tức thân mình nó run rẩy rồi ầm ầm vỡ vụn tuy đồng bạn đã bỏ mình nhưng con rối còn lại dường như không biết sợ là gì lao tới đánh tiếp vương lâm mượn cơ hội này nhanh chóng dừng lại ném cục máu vàng trong tay đi hai tay bấm một phát quyết cổ quái miệng lẩm nhẩm một tràng những chú ngữ phức tạp lúc này thì kể cả là người thông kim bát cổ cũng không thể nghe ra hắn đang nói thứ tiếng gì vì đây là ngôn ngữ của cổ thần để tạo ra một thuật thần thông, thật ra trong đầu Vương Lâm biết rất nhiều phép thuật liên quan đến ngôn ngữ của cổ thần, có điều lại không có truyền thừa lực lượng của cổ thần nên không có khả năng sử dụng. Bây giờ thần thông hắn thi triển cũng không cần cổ thần lực nhiều lắm, một ít cổ thần lực trong cục máu vàng vẫn đủ để phát ra. Nhìn đến nó, hắn quyết định thi triển pháp thuật này. Theo chú ngữ Vương Lâm niệm ra, cục máu vàng rất nhanh sôi lên, một sợi khí màu trắng thoát ra. Khí thể thoát ra ngày càng nhiều, cục máu vàng càng bị nén ép kịch liệt, cuối cùng hóa thành một ký hiệu kiểu cổ xứa. Trong nháy mắt ký hiệu cổ này xuất hiện giữa không trung mờ mịt những mây, chớp mắt đã biến mất. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, giữa kim quang là một thân ảnh hoàn toàn được tạo thành từ linh lực dần dần xuất hiện, thân ảnh ấy thật lớn, gần như đầu đội trời, chân đạp đất. Thân thể hắn dần ngưng tụ, thì ba phần trong số năm phần linh mạch trên triệu quốc lập tức biến thành những ngọn núi bình thường linh lực bên trong thân thể đó tăng cao điên cuồng, còn lại 2 phần 5 lượng linh mạch, linh lực bên trong đã tiêu tan sạch. Có điều, máu cổ thần để dẫn phát ra được thần thông lần này thật sự vẫn còn quá ít, không đủ cho thân ảnh khổng lồ này ngưng tụ hoàn toàn, chỉ có thể duy trì trạng thái hư ảo, tráng vương lâm đổ mồ hôi, thôi động thần thông khổng lồ này thân thể hắn phải chịu đựng thật lớn. Mi tâm lóe sáng rực rỡ sắc tím, tay phải vương lâm gian nan chỉ vào nam tử kia người này thấy chuyện không ổn đã co cẳng bỏ chạy lập tức hư ảnh kia gật gật đầu vung cánh tay khổng lồ lên vô thanh vô tức lẳng lặng biến mất không ngờ đằng nhất đang ở rất xa thân hình không hề biến hóa gì lại biến mất một cách quỷ dị trong thần thức vương lâm điểm sáng của người này cũng tối sầm lại theo ngay sau đó một giọt máu màu vàng chậm chậm xuất hiện ở nơi đằng nhất biến mất vương lâm chụp vào khoảng không một cái giọt máu liền bay vào trong tay hắn lúc này hư ảnh thật lớn kia xoay người lại phía vương lâm hướng về phía chân trời biến mất cùng lúc đó ký hiệu do cục máu vàng kia hóa thành cũng chậm rãi tiêu tan lúc này trên khắp triệu quốc phàm là nguyên anh tu sĩ trở lên tất cả đều cảm thấy được chuyện dị thường đang phi hành giữa không trung phát nam tự sắc mặt tái nhợt lập tức dừng thân dùng thần thức đảo qua cố gắng cảm nhận đồng thời ở triệu quốc trung tâm thông thiên tháp một trung niên béo mập đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên mở trừng trừng hai mắt nhìn ra xa. Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, đây, đây là thông thiên thuật của cự ma tộc, lại nói đến vương lâm, hắn cẩn thận thu hồi cục máu vàng, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một bình đang dược ném vào miệng, cấp tốc vận chuyển cổ thần quyết tiêu hóa. Con khôi lỗi không bị giết đang ngu ngơ đứng im bên cạnh hắn, nhưng lúc này chỉ cần bốn phía có gió thổi cỏ lay nó lập tức sẽ lao ra, chương 244, diệt đằng một ngày sau, Vương Lâm mới từ từ mở mắt, hít thật sâu. Nếu không nhờ ăn nhiều đan dược trước đó, lần này thi triển thần thông của cổ thần, sợ là không đủ nửa tháng rất khó khôi phục như thường. Hắn đứng lên, liếc nhìn khôi lỗi bên cạnh, trên thân thể nó bị tổn thương mấy chỗ, dựa theo ngọc giảng miêu tả thì khôi lỗi có thể tự chữa thương. Hắn bấm quyết đặt trên mi tâm của nó, lập tức khôi lỗi hóa thành một màn sương đen chui vào trong túi trữ vật, sau đó vương lâm lại ngoái đầu, phức tạp nhìn nam tử gầy như xương khô kia tộc nhân đằng gia này mạnh mẽ hơn hẳn sự tưởng tượng của hắn nếu như thần thông của cổ không thể thi triển ra thì cuối cùng cũng chỉ có thể dùng đòn sát thủ sợi tơ thiên kiếp không đến lúc vạn bất đắc dĩ vương lâm thật sự không muốn dùng đến bởi một khi dùng ra kế hoạch báo thù lần này của hắn có thể bị ngưng hẳn bởi sợi tơ thiên kiếp là vương lâm chuẩn bị để đối phó với thượng cấp sứ giả thông thiên tháp năm đó lần này chẳng những sợi thiên kiếp không phải sử dụng, ngược lại còn thu được một giọt máu cổ thần mặc dù giọt máu cổ thần này không phải tinh khiết lắm, nếu dùng nhiều sẽ hết, nhưng sự thật đã chứng minh, có thể thi triển ra một lần thần thông của cổ, tuy chỉ là một lần, cũng đủ cứu mạng vương lâm một lần, tay phải vương lâm triệu cấm phiên, nhìn nó một cái, trong lòng đã hạ quyết tâm, sau khi xử lý xong việc đằng gia thì phải kiếm lấy một chỗ có thể chống đỡ được thiên kiếp, hạ đạo cấm chế cuối cùng lên cấm phiên, cho nó đạt tới được cảnh giới mới, lúc ấy uy lực của nó sẽ tăng rất nhiều, sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay, tấn công liên tục mà đối phương chẳng lo ngại gì. Lần đầu tiên, Vương Lâm phát hiện, pháp bảo của mình thật sự rất thiếu, thanh đồng cổ kính phát nổ, khiến cho số pháp bảo của hắn vốn đã không nhiều lắm, giờ lại mất đi một, cho đến bây giờ, pháp bảo của hắn có thể lấy ra, trừ tấm viên ra, cũng chỉ có vỏ kiếm thần bí kia. Còn phi kiếm, uy lực quá kém cần tế luyện lại ngoài ba thứ này ra còn có mấy thứ chẳng qua cũng chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt ví dụ như khu thú quyển thứ này trừ phi gặp một ít dị thú thực sự hùng mạnh nếu không chỉ là thứ vô tác dụng còn cuốn tranh huyền bí kia nữa vương lâm tuy chưa bao giờ mở ra nhưng mỗi lần xuất ra đều cảm thấy một cảm giác rất kỳ lạ dường như bên trong cuốn tranh phong ấn một sinh linh hùng mạnh trực giác nói cho hắn biết quyết không thể dễ dàng mở ra, đương nhiên còn một ít pháp bảo nữa, nhưng uy lực cũng không đủ, trầm mặt một lúc, hắn lấy ra ba túi trữ vật cất trong ngực. Trước nguy cơ không đủ pháp bảo, hắn không thể không đem mục tiêu đặt lên ba túi trữ vật này, qua trận chiến này, hắn đã biết, cực cảnh thần thức cũng không phải vô địch. Trên thế gian này còn rất nhiều thứ khác có thể đối kháng thậm chí không chừng còn có thể khắc chế. Nếu hắn đã tu luyện cực cảnh lên đến đỉnh cao thì cũng không cần quá lo lắng, nhưng tu luyện cực cảnh thật sự rất khó khăn do vậy pháp bảo trở nên vô cùng quan trọng vương lâm không nghĩ sẽ đặt tất cả hy vọng vào cực cảnh nếu như vậy một khi cực cảnh thần thức của hắn không thể sử dụng thì sẽ vô cùng nguy hiểm chăm chú nhìn ba túi trữ vật vương lâm thở dài cấm phiên rung lên hóa thành tấm màn đen bao phủ bốn phía từ mi tâm của hắn hai ma đầu bay ra thủ hộ xung quanh do dự một lát hắn không triệu hoán khôi lỗi nó vừa mới trải qua một trận chiến với nam tử gầy như xương khô kia đã bị thương, lúc này không thích hợp dùng để phòng thủ, chuẩn bị xong đâu đó, Vương Lâm ngưng thần, dò tìm một túi trữ vật. Túi trữ vật này chính là của cổ đế, trên đó có một chữ Lam, trầm ngâm một lúc, linh lực trong hắn người điên cuồng chuyển động, phân thân hóa thành nguyên anh mở hai mắt, một tia linh lực uy áp tràn ra từ người hắn. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, tay phải chậm rãi chạm vào cái túi. Khi tay hắn đụng tới túi trữ vật, trên đó liền xuất hiện một lực cản mãnh liệt. Đáy lòng Vương Lâm trầm xuống. Hắn biết, cổ đế vẫn chưa chết, hít thật sâu, Vương Lâm dứt khoát ấn tay, liên tiếp không ngừng, mỗi một lần thần thức của cổ đế lại ít đi một chút. Có điều Vương Lâm cũng phải chịu linh lực phản chấn cũng ngày càng kịch liệt, sau nửa nén hương, tráng Vương Lâm đã đầy mồ hôi. Hắn thở hổn hển, xuất ra vài viên đan dược rồi ăn vào. Sau khi điều chỉnh nội tức xong, Vương Lâm lại cắn răng một cái, cực cảnh thần thức thoáng động lần nữa, xuất hiện trên tay phải hắn, cùng với linh lực trong cơ thể hướng về túi trữ vật. Tốc độ lúc này rõ ràng đã nhanh hơn không ít, chẳng qua sự tiêu hao của Vương Lâm cũng lớn lên theo. Sau khi hắn liên tiếp dùng hết cả bình đan dược, bên ngoài túi mới dần dần xuất hiện một tầng bạch quang. Bạch quang càng ngày càng nhạt, cuối cùng rung động một chút rồi biến mất, Vương Lâm thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn túi trữ vật của cổ đế đã bị hắn mở ra thần thức hắn tiến vào bên trong giò xét nhưng rất nhanh vẻ mặt liền trở nên cổ quái trong túi trữ vật của cổ đế rất ít đồ vật ngoài hai khối cực phẩm linh thạch ra cũng chỉ có một vỏ kiếm cổ kính thần niệm của vương lâm hơi động vỏ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn hắn nhìn kỹ một lúc lâu lông mày nhíu chặt vỏ kiếm này và vỏ kiếm của hắn không ngờ lại rất giống nhau chỉ khác ở ký hiệu mà thôi do dự một lúc Vương Lâm liền đem vỏ kiếm của mình ra. Hai cái vỏ kiếm vừa mới cùng xuất hiện, đột nhiên ký hiệu trên đó bỗng lóe sáng, một lúc lâu sau ánh sáng mới dần dần biến mất. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào hai vỏ kiếm, trong lòng hắn có một loại cảm giác, trong vỏ kiếm này rõ ràng ẩn chứa một bí mật to lớn, quan sát một lúc nữa, Vương Lâm thu hồi hai vỏ kiếm lại. Túi trữ vật của cổ đế hắn vỗ một cái liền nát vụn, Vương Lâm thở dài. Phí hết tâm huyết mở túi trữ vật này ra, không ngờ lại lấy được thứ cổ quái này. Vương Lâm chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo đây, hắn do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía hai cái túi trữ vật khác. Bên trong một cái là di vật của thi hài thần bí trong chiến thần điện ở Hỏa Phần Quốc, cái còn lại chứa 10 pháp khí. Những pháp khí đó vốn là của thượng cổ tu sĩ ở nơi của cổ thần. Chẳng qua tu vi của bọn họ quá cường đại, vương lâm trải trăm cây ngàn đắng cũng chỉ may mắn khống chế được mỗi một kiện pháp khí là thanh đồng cổ kính mà thôi nhưng cổ kính này hắn thấy uy lực cũng không phải mạnh lắm còn kém xa mới xứng là pháp khí hàng đầu điều này khiến hắn thấy hơi khó hiểu hắn cầm lấy túi trữ vật dùng thần thức xem xét bên trong một hồi những quần sáng phòng ngự mấy pháp khí này vẫn như trước với tu vi hiện tại của hắn còn lâu mới mở được lúc này vương lâm không khác gì đang ở trong một tòa núi bạc nhưng bản thân lại không tài nào nhặt lấy một đồng thở dài một tiếng vương lâm cầm lấy cái túi trữ vật cuối cùng thần thức đảo qua bên ngoài túi này lại có từng đợt lực cản vương lâm cắn răng một cái không nói một lời liền thúc giục linh lực trong cơ thể kết hợp với cực cảnh thần thức xóa đi thần thức trên đó nhưng ngay trong nháy mắt khi thần thức của hắn vừa đụng tới cái túi trữ vật này đột nhiên thân thể vương lâm chấn động hắn cảm thấy ý thức bản thân trong nháy mắt xuyên không gian trước mắt hắn hiện ra là khung cảnh mặt đất rộng lớn một người thanh niên tà dị đang phi hành tốc độ của hắn nhanh tới khó mà tin nổi cả đời này vương lâm chưa từng gặp qua người thanh niên này đang phi hành đột nhiên thân thể dừng lại ngẩng đầu ánh mắt lộ vẻ âm lãnh chậm rãi nói ngươi đừng hòng chạy thoát ý thức vương lâm chợt hỗn loạn lập tức trở lại thân thể thân hình hắn khẽ run rẩy hai mắt lóe hàng mang Thanh niên nọ tuy hắn không nhìn thấu tu vi nhưng cứ từ tốc độ mà đoán thì hiển nhiên là không thấp, rất có thể đã vượt xa hắn. Nhất là quan cảnh nơi hắn vừa nhìn thấy, Vương Lâm chỉ liếc mắt là nhận ra, rõ ràng là tu ma hải. Hiển nhiên người này chính là khối thây khô nọ ở hỏa phần quốc. Mình cầm túi trữ vật của hắn, bây giờ hắn tỉnh dậy liền truy tìm mình. Nếu người này còn chưa lộ sát khí, Vương Lâm rất có khả năng đem túi trữ vật trả lại. Nhưng hiện giờ sát khí của đối phương dày đặc như vậy, cho dù có trả lại thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ qua cho mình, do đó, không lòng Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Do dự một hồi, hắn lập tức gia tăng thần thức vào linh lực, không ngừng xóa dần đi thần thức trên túi trữ vật, thời gian chậm chậm trôi qua. Thần thức trên túi trữ vật dần dần giảm bớt. Nhưng với tốc độ này, phải tới mấy trăm năm mây ra mới có thể hoàn toàn xóa hết, Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt lóe lên nội tâm đã có ý tưởng chẳng qua hiện giờ hắn chưa có thời cơ thi triển hắn biết rõ thời gian bản thân của mình gấp gáp lập tức đứng lên ánh mắt hướng về phía đằng gia thành dần dần trở nên lạnh như băng hắn thì thào đằng hóa nguyên ta tới đây đằng gia thành những ngày gần đây cơ hồ tất cả tộc nhân đằng gia đều đã tập trung lại đây bọn họ cho rằng chỉ có ở nơi này mới có thể an toàn đằng hóa nguyên mắt thấy tộc nhân toàn bộ chạy tới trong lòng hắn càng âm trầm hơn Hắn biết, Vương Lâm hiện giờ hẳn đang tiến tới, cả đàn gia thành bây giờ bị vây trong khủng hoảng. Những tộc nhân từ bên ngoài ùng ùng chạy tới rốt cục cũng đã biết vì sao lão tổ lại không xuất hiện ngăn cản sự giết chóc này. Không phải hắn không muốn ra ngoài mà là cả đàn gia thành trong vòng ngàn dặm đã bị một tầng cấm chế bao phủ, chỉ có thể vào, không thể ra, bởi vậy khủng hoảng lập tức bùng lên bốn bề. Đồng thời những tin tức về kẻ thần bí đang tàn sát đằng gia dần dần truyền đi, phát tán khắp đằng gia thành. Chương 245, Diệt Đằng Gia, 2 Cơ hồ mỗi một tộc nhân của Đằng Gia đều liên tục thảo luận một cách bất an. Rốt cục kẻ này có thù hận gì mới Đằng Gia mà lại ác độc như vậy? Muốn diệt cả Đằng Gia, đủ loại tin đồn thất thiệt được tung ra trong Đằng Gia. Trong số đó, không ngờ lại có mấy tin đồn đã tới được gần với sự thật. Tuy rằng Đằng Hóa Nguyên cố gắng ngăn cản, nhưng trong thời khắc nguy ngập này, những tin đồn đó làm sao sức người có thể ngăn cản nổi dần dần sự khủng hoảng trong tộc nhân đằng gia càng ngày càng tăng. Tới một hôm, mới sáng tinh mơ, ánh ban mai tươi sáng, trời trong xanh ngàn dặm. Hôm nay là ngày thứ 9 đằng gia bị tàn sát. Cả triệu quốc thể là người có huyết mạch đằng gia nếu không tử vong thì đã tụ tập hết ở đằng gia thành. Ngày hôm nay là ngày đằng gia tanh máu, là ngày đằng gia bị dệt tộc. Dù là mấy trăm năm sau, khi nhắc tới ngày này, không ít tu sĩ triệu quốc cũng vẫn chấn động tâm thần, mặt mày biến sắc ngày hôm nay là ngày thế cục cả triệu quốc thay đổi, là ngày mà triệu quốc máu chảy thành sông. Ngày hôm nay, mặt đất cả đằng gia thành tràn ngập máu tươi, ướt đẫm tường thành, đó cũng là ngày mà cả triệu quốc không ai không biết tới cái tên Vương Lâm. Thân ảnh lạnh lùng với mái tóc bạc tung bay kia khiến cho đông đảo tu sĩ rét buốt cả ruột gan. Đồng thời cái tên Vương Lâm này cũng thay thế phát nam tử trở thành đệ nhất nhân nơi triệu quốc. Trong ngày này rất nhiều đại tu sĩ của triệu quốc cũng mất đi. Sáng sớm, ở ngoài đằng gia thành ngàn dặm, Vương Lâm cưỡi trên văn thú, chậm rãi bay tới. Phía sau thân thể hắn, dưới pháp thuật duy trì không cho phân hủy là một núi thi thể được bảo tồn hoàn hảo, bởi vì Vương Lâm muốn xếp tháp đầu người nhà họ đằng, tốc độ phi hành của Vương Lâm cũng không phải là nhanh. Hắn nhìn đằng gia thành ở phía trước, mà trong lòng cảm khái. 400 năm trước, hắn bị đằng hóa nguyên bức phải tự bạo thân thể, suýt chết. 400 năm sau, hắn đã quay trở lại, mang theo sát khí và một lòng thù hận quay trở về. Đã 400 năm, cuối cùng thì hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay, Vương Lâm hạ xuống trên một vùng đất trống cách Đằng Gia Thành cả ngàn dặm. Hắn lạnh lùng nhìn Đằng Gia Thành, không nhanh không chậm tháo long cân từ trên miệng văn thú ra, sau đó thả đám thi thể bị trói chặt lên mặt đất, hễ là thi thể đều bị hắn chặt bỏ đầu. Động tác của hắn rất nhanh gọn và sạch sẽ, nét mặt lạnh như băng không hề có chút tình cảm, dần dần số lượng đầu người ở bên cạnh hắn càng lúc càng nhiều. nét mặt của mỗi cái đầu mang theo những vẻ khác nhau, nhưng cùng có một điểm chung duy nhất là sự hoảng sợ và không cam lòng trước khi chết. khi đầu người ngày càng nhiều, ván khí cũng trở nên mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. từng con gió lạnh nổi lên, bầu trời dường như trở nên u ám. chỉ thấy một cái tháp bằng đầu người rất lớn, từ từ xuất hiện trên mảnh đất trống. đây chính là một cái tháp được xây bằng đầu của người đằng gia bất kể ai nhìn thấy cũng đều ớn lạnh trong lòng vương lâm đặt một cái đầu người cuối cùng lên trên đỉnh tháp sau đó tay phải nâng lên nhất thời cái tháp được xây bằng cả ngàn cái đầu người bay thẳng lên trời nhẹ nhàng lơ lửng ở sau lưng vương lâm cái tháp bay theo hắn từ từ tiến vào bên trong trận pháp cấm chế của đằng gia thành đằng hóa nguyên ngày hôm nay vương mổ đến đây đừng mong có ai chạy thoát tất cả chỉ có chết mà thôi một giọng nói tràn ngập sự căm hận đột nhiên vang vọng trong đằng gia thành trong nháy mắt đằng gia thành lúc này đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh nhưng cũng rất nhanh không gian yên ắng đã bị những tiếng thét kinh hoàng thay thế gần như cùng một lúc một số cao thủ của đằng gia đã nhìn thấy một tháp đầu người cao vút đang từ từ tiến vào dần dần càng ngày lại càng có nhiều người nhìn thấy cái tháp bầu không khí sợ hãi lập tức tràn ngập không gian sắc mặt đằng hóa nguyên âm u đứng ở trên thành bên cạnh hắn có bốn người bốn người đó là một nhóm nguyên anh tu sĩ cuối cùng còn sót lại của nhà họ đằng bất chợt đằng hóa nguyên chỉ vào bốn người trong nháy mắt họ lập tức biến mất ngay tại chỗ đến khi xuất hiện đã đứng ở trước mặt vương lâm cách khoảng trăm trường bốn người vừa mới xuất hiện lập tức lấy ra đủ loại pháp bảo nhưng đứng trên con đường phục thù cuối cùng của vương lâm thì bốn người này sao có thể ngăn cản được mặc dù tận đáy lòng vương lâm đã nguội lạnh nhưng ánh mắt lại có một tia điên cuồng Ngày hôm nay hắn muốn phát tiết tất cả những oán hận của 400 năm trước, ngày hôm nay hắn muốn trở thành một người điên, một người điên khát máu, dường như không có chút do dự, trong nháy mắt khi bốn người kia xuất hiện, cực cảnh thần thức đột nhiên khẽ động. Những tia chớp màu đỏ bắn ra liên tục. Bốn tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn chưa kịp lấy pháp bảo, đã la thảm một tiếng, bên ngoài cơ thể bọn họ, cực cảnh thần thức đã hóa thành một cái lồng nhốt cả bốn vào trong, cùng lúc này, cơ thể Vương Lâm khẽ động nhảy vào trong cái lồng giơ tay chém xuống cái đầu của người đầu tiên bị hắn đá bay vào trong tháp tháp đầu người lại có thêm một cái đầu máu từ xác chết phun ra như suối thi thể từ trên trời rơi xuống mặt đất vương lâm mạnh mẽ xoay người trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm một đường kiếm hạ xuống lại có một đầu người bay lên tháp đầu người lại có thêm một cái nữa tất cả những chuyện này xảy ra cực nhanh bốn người chỉ còn lại hai hai người còn lại bị cực cảnh giam giữ, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Khi Vương Lâm hét lên một tiếng, giết, cực cảnh thần thức đột nhiên co rút lại, giống như những đường tơ nhỏ, cắt qua thân thể hai người đó, máu tươi giống như mưa, từ trên trời rơi xuống, trong đó còn mơ hồ có lẫn cả những miếng thịt nát như. Nhưng dưới sự cố gắng của Vương Lâm, hai cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn, tháp đầu người, lại có thêm hai cái, sau khi giết chết cả bốn, Vương Lâm đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn đằng hóa nguyên đang đứng trên đằng gia thành, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhìn thấy nụ cười đó, đằng hóa nguyên có cảm giác ớn lạnh. Bốn tu sĩ Nguyên Anh không ngờ lại dễ dàng bị hắn giết chết như vậy. Tu vi của Vương Lâm cuối cùng đã đến mức nào rồi, da đầu của đằng hóa Nguyên đã trở nên tê dại. Hắn thấy chính mình đã phạm một sai lầm. Trận pháp cấm chế ở bốn phía, rõ ràng không phải người nào khác bày ra, mà chính là tên sát tinh đến lấy mạng đang ở trước mặt, đằng hóa nguyên. Ngươi vẫn khỏe chứ, ánh mắt của Vương Lâm chỉ có duy nhất một sự căm thù. Nhưng thần thái, lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười. Trong lúc nói chuyện, tay phải của Vương Lâm cách không đưa lên, lập tức hóa thành một bàn tay lớn, úp xuống đằng gia thành. Lại có hơn 10 người hét lên những tiếng kêu kinh hoàng từ trong đằng gia thành bay lên. Trong đám người đó có nam có nữ, có tu sĩ, có cả người thường, trong nháy mắt khi Vương Lâm vừa dứt lời, tay phải hắn liền nắm chặt lại. Lập tức vang lên mấy tiếng ầm. Ầm. Những người đó ngoài cái đầu ra, toàn bộ cơ thể đều nổ tung ra, hóa thành những cơn mưa máu rơi xuống đằng gia thành, một giọt máu bắn lên mặt Đằng Hóa Nguyên khiến cho hắn càng thêm run rẩy, cái tháp lại có thêm 10 cái đầu người, Vương Lâm, sát khí trên người Đằng Hóa Nguyên mạnh mẽ tỏa ra. Tay phải hắn khẽ vung lên, một cây cờ màu vàng lập tức xuất hiện trong tay. Cầm cây cờ trong tay vung lên một cái, lập tức từ trong lá cờ bay ra một làn sương mù. Ngay sau đó, sương mù hóa thành một bộ xương khổng lồ, phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, quay về phía vương lâm mà gầm rống, vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, vỗ vào túi trữ vật. Lập tức lấy ra là hồn kỳ. Hắn phất tay lên, hơn một ngàn linh hồn mang theo những tiếng gào thê thảm từ trong lá cờ bay ra, đằng hóa nguyên năm đó ngươi lấy linh hồn của những người trong gia tộc bức bách ta. Ngày hôm nay vương mổ cũng trả lại cho ngươi. Số linh hồn này, mặt ngươi tùy ý cắn nuốt, vương mổ cũng chẳng đau lòng đâu, giọng nói vương lâm rất bình thản. Trong lúc hắn nói, tay phải lại chọc một cái, hơn trăm người nhà họ đằng, từ trong đằng gia thành bay lên, những người này, dù có vùng vẫy thế nào, cũng không có tác dụng. Lúc này, đằng hóa nguyên khẽ quát một tiếng, tay áo vung lên nhất thời một luồng gió lạ đột nhiên xuất hiện, muốn chặt đứt pháp thuật của Vương Lâm, khóe miệng Vương Lâm nhếch lên lộ ra một nụ cười mỉa mai. Cực cảnh thần thức trong mắt lóe lên, hóa thành tia chớp màu đỏ chui vào bên trong ngọn gió lạ kia, khiến cho nó biến mất ngay lập tức, sau đó, Vương Lâm nắm chặt tay lại. Hơn trăm người, lập tức phát nổ. Máu thịt giống như một cơn mưa, từ trên trời rơi xuống, lúc này, tất cả tộc nhân bên trong đằng gia thành, không thể chịu nổi những đợt tấn công liên tục như vậy nữa. Cũng không biết ai là người mở đầu, chỉ thấy từng đạo kiếm quang từ trong thành tản ra khắp bốn phương tám hướng, khóe miệng vương lâm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Tay phải chỉ một cái, lập tức trên không trung hiện lên hơn một ngàn linh hồn. Chúng nhanh chóng tản ra, bay về phía bọn tộc nhân của đằng gia mà thôn vệ, thân thể đằng hóa nguyên chợt lóe. Hắn cắn chặt răng, cất nhẹ lá cờ màu vàng trong tay bộ xương màu vàng đang đứng ở phía trước lập tức lóe lên, chia thành hơn một ngàn phần, bay về phía những linh hồn mà thôn phệ. Việc làm của đằng hóa nguyên so với việc tự tay giết chết tộc nhân, thật sự cũng chẳng có gì khác biệt, cơ thể vương lâm lóe lên, biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã ở bên cạnh một người của đằng gia đang bay như tên bắn. Đây là một người thanh niên, tu vi hắn chỉ đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ. Mười ngày trước, hắn còn tự hào vì là người của nhà họ đằng nhưng bây giờ, hắn hận không thể vứt cái chữ đằng đi, rồi cắt đứt tất cả quan hệ, chương 246, diệt đằng gia, ba, nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội. Khi hắn nhìn qua bên cạnh mà kinh hãi khi thấy người thanh niên tóc bạc. Ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo, nắm lấy cổ hắn. Một tiếng rắc vang lên, người thanh niên đứt thở mà chết, sau khi giết một người, cơ thể vương lâm lại lóe lên. Lần này, hắn xuất hiện ở bên cạnh một cô gái rất đẹp nhưng đối với vương lâm nàng cũng chỉ là một người chết hắn cũng chẳng vì nàng là phụ nữ mà có chút thương xót bởi vì dòng họ nàng và nhà họ vương có mối thù không đội trời chung bóp nát cái cổ trắng muốt của người con gái cơ thể vương lâm lại lóe lên đàn hóa nguyên gầm lên giận dữ cơ thể lóe lên nhưng tốc độ của hắn lúc nào cũng chậm hơn vương lâm một chút mỗi lần muốn ngăn cản lại nhìn thấy nhà mình mất đi một người loại cảm giác đau thương khi phải trơ mắt nhìn từng tộc nhân bỏ mạng mà chính mình lại không có cách nào ngăn cản làm đằng hóa nguyên trở nên điên loạn lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy vương lâm xuất hiện ở phương xa bên cạnh vương lâm là một tên thiếu niên yếu đuối người này là cháu đích công đời thứ bảy mà chính mắt đằng hóa nguyên vẫn luôn nhìn hắn không lớn từng ngày không hai mắt đằng hóa nguyên đỏ như máu tốc độ của hắn giống như tên bắn Vương Lâm lạnh lùng nhìn đằng hóa nguyên đang bay tới, tay phải đặt trên đầu của tên thiếu niên, dưới ánh mắt cừu hận của đối phương, khẽ xuất linh lực. ầm một tiếng, cơ thể thiếu niên nổ tung thành một đám máu thịt, đời sau, sẽ không còn họ đằng. Vương Lâm giết người xong, lại biến mất ngay tại chỗ. Đằng hóa nguyên ngây người nhìn đống máu thịt bầy nhầy của cháu đích tôn rơi trên mặt đất, gầm lên một tiếng đau đớn. Vương Lâm, Vương Lâm xuất hiện ở cách đó trăm trượng, lạnh lùng nói, đau đớn sao? năm đó ngươi giết toàn tộc ta, thì lòng ngươi có cảm thấy đau không? Nói xong, hắn phất nhẹ tay phải, một người trung niên ở bên cạnh đang hoảng sợ bỏ chạy, kêu thảm một tiếng, cơ thể lại trở thành một đống máu thịt bầy nhầy. Ta giết toàn tộc ngươi, vì ngươi giết đằng lệ cháu bốn đời của ta. Đằng hóa nguyên vẻ mặt dữ tợn, trống lên, lời lẽ hoang đường. Chẳng lẽ trên thế gian chỉ có nhà họ đằng của ngươi mới được giết người khác, còn người khác không thể phản kháng sao? Vương Lâm cười khẩy, vỗ vào túi trữ vật. Mười thanh phi kiếm lập tức bay ra càng quét xuống dưới. Lại có thêm mười người chết trước mắt đằng hóa nguyên, đằng hóa nguyên nắm chặt tay. Hắn vung lá cờ màu vàng trong tay lên, lập tức những tất cả những mẫu xương màu vàng liền tập hợp lại, rồi bổ nhào về phía vương lâm, vương lâm vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay. Tay hắn khẽ rung nhẹ một cái, một tấm màn màu đen lập tức xuất hiện bao bọc bộ xương màu vàng vào bên trong ánh mắt vương lâm lóe lên, nói, đằng hóa nguyên. Năm đó ngươi làm sao tìm ra được quê nhà của ta, mặt đằng hóa nguyên co rút lại, nhìn chầm chầm vào vương lâm, trong ánh mắt lộ ra mối căm thù thật sâu sắc, nói, ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được, sắc mặt vương lâm trầm hẳn xuống. Tay phải vung lên, lập tức từ trong tấm màn màu đen bay ra hơn 90 đạo cấm khí. Chúng lao xuống phía dưới. Trong nháy mắt, lập tức có mấy trăm người nhà họ đằng, kêu lên thảm thiết mà chết, nói hay không, đàn hóa nguyên vỗ vào túi trữ vật. Một cây kiếm lớn từ bên trong lập tức bay ra. Cây kiếm này có hình dáng rất cổ xưa. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một nguồn máu tươi, cả người ngay lập tức rũ hẳn xuống. Nhưng cây kiếm lại đột nhiên lóe lên, mũi kiếm hướng về phía vương lâm, toàn thân kiếm lấp lánh ánh điện, ầm ầm bay tới, ánh mắt vương lâm chớp động. Trong nháy mắt khi đại kiếm bay đến, cực cảnh thần thức nhanh chóng tỏa ra, hóa thành từng chuỗi tia chớp, lập tức bao quanh thanh phi kiếm. Từng đợt âm thanh vang lên đùng đùng, ánh sáng của đại kiếm có phần mờ nhạt, cuối cùng thân thể Vương Lâm khẽ rung lên một cái, cực cảnh thần thức đã cạn kiệt. Cùng lúc này, đại kiếm xuất hiện những vết nứt rồi, hóa thành tro bụi, Vương Lâm vung tay lên, từ trong túi trữ vật bay ra vài nguyên anh của đằng gia. Sau khi bị hắn nuốt vào trong cơ thể, nguyên anh tinh khí nhanh chóng được bổ sung lại năng lượng đã mất. Đàn hóa nguyên ngơ ngác nhìn về phía đại kiếm biến mất, thân hình liền trở nên giả nua, tay phải vương lâm bấm pháp quyết, điểm lên mi tâm. Ma đầu hứa lập quốc và ma đầu thứ ba lập tức bay ra. Dưới thần niệm của vương lâm, chúng hưng phấn gầm rống, bay về phía người của nhà họ đằng ở bốn phía, trong nháy mắt, lại có mấy người kêu lên thảm thiết mà chết. Mỗi một tiếng kêu thảm, đều làm cho thân thể đằng hóa nguyên run rẩy. Nói hay không?" Giọng nói Vương Lâm hết sức lạnh lẽo. Đằng Hóa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt Vương Lâm cũng không chút thay đổi, chẳng thèm nhìn Đằng Hóa Nguyên một cái. Hai tay biến đổi pháp quyết, đánh ra một đạo cấm chế. Nhất thời cấm chế ở ngoài đằng gia thành ngàn dặm, đột nhiên khẽ động, từ từ co rút, tộc nhân của đằng gia tuyệt vọng nhìn cấm chế đang liên tục co rút. Tâm trạng bọn họ sinh ra hai loại biến đổi trái ngược nhau loại đầu tiên thì hoàn toàn vứt bỏ ý kháng cự, loại còn lại thì mắt đỏ bừng, từng người lấy ra pháp bảo, chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì, như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, phóng về phía vương lâm, dần dần, càng ngày càng nhiều tộc nhân đằng gia, phóng về phía vương lâm. Nhưng khi bọn họ mới tiến vào trong chu vi một ngàn dặm, đã bị cấm khí trên bầu trời đánh lên người. Tất cả nhanh chóng biến thành cơn mưa máu, rơi khắp mặt đất, người trong tộc kêu lên thảm thiết từng tiếng từng tiếng vang lên trong tai đằng hóa nguyên, khiến thân thể hắn run rẩy kịch liệt, trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng ngay cả pháp bảo của thượng cấp tu chân quốc tặng cũng không có tác dụng, vẻ mặt của đằng hóa nguyên lại càng trở nên già lão. Lúc này, hắn đã không còn phong độ như năm xưa mà chỉ là một lão già trơ mắt đứng nhìn tộc nhân bị giết mà không có cách nào bảo vệ. Ta, nói, hai mắt đằng hóa nguyên chỉ có một sự căm thù sâu sắc hắn nhìn vương lâm nói từng chữ nếu nhà họ đằng ta gặp phải kiếp nạn thì đừng hòng có kẻ nào chạy thoát năm đó cao khải minh của phiêu miểu tông dùng thuật bói toán giúp ta tìm được chỗ ở của nhà họ vương chính là hắn ngươi hãy đi tìm hắn bây giờ hắn là tổ sư của phiêu miểu tông cao khải minh vương lâm nhìn chầm chầm vào đằng hóa nguyên mặc kệ đối phương nói thật hay giả thì cái tên này vương lâm cũng phải nhớ kỹ nhìn đằng hóa nguyên đột nhiên vẻ mặt vương lâm khẽ động sau đó liếc mắt nhìn ra phương xa ngay lập tức sát khí trong mắt bùng lên hắn vung tay phải một cái cấm chế đột nhiên co lại với tốc độ mạnh mẽ hơn nhất thời từ bên ngoài ngàn dặm lập tức rút đến người trong quá trình này hễ là tu sĩ ở bên trong cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm mà chết sạch cùng lúc đó một đống đầu người bị một lực lượng thần kỳ khống chế nhao nhao bay tới rơi lên ngọn tháp dần dần ngọn tháp đầu người càng lúc càng lớn gần như đâm hẳn vào mây đến lúc này toàn tộc nhà họ đằng ngoại trừ đằng hóa nguyên tất cả đều chết sạch trên mặt đất máu chảy thành sông tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc đằng hóa nguyên ngơ ngác nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt đột nhiên cười lên ha ha trong tiếng cười tràn ngập một nỗi đau xót vô tận hai hàng huyết lệ từ khóe mắt hắn chảy xuống vương lâm lẳng lặng đứng nhìn đằng hóa nguyên rất lâu sau đằng hóa nguyên hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn trời giọng tràn đầy tang thương và bi phẫn nói tốt tốt hai nhà họ vương và họ đằng của ta và ngươi từ nay về sau tất cả ân oán đều xóa bỏ ta giết toàn tộc ngươi ngươi giết sạch huyết mạch của ta nhân quả tuần hoàng đúng là nhân quả tuần hoàng vương lâm ngươi ra tay đi vương lâm nâng tay phải lên trên đầu ngón tay của hắn lóe lên một đạo ánh sáng nhọn và trong suốt linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào ngưng tụ lại trên đầu ngón tay nhưng đúng lúc này một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến dừng tay nghe thấy giọng nói đó đằng hóa nguyên lập tức biết được phát nam tử đã tới trong lòng hắn cảm thấy vui mừng như điên hắn biết ngày hôm nay mình còn có cơ hội sống ánh mắt hắn nhìn về phía vương lâm nồng nặc sát khí ý nghĩ muốn sống của hắn lập tức bùng cháy nếu như có một chút khả năng, hắn cũng tuyệt đối không muốn chết. Cái gì là ân oán xóa bỏ, chẳng qua lúc đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn sẽ chết mới nói ra câu nói như vậy mà thôi. Ngày hôm nay chỉ cần hắn còn sống, đằng hóa nguyên sinh thề, cả đời này của hắn phải đạt đến hóa thần kỳ. Cho dù phải hy sinh tất cả mọi thứ, cũng phải đạt đến cảnh giới hóa thần. Sau đó, hắn muốn giết chết Vương Lâm một cách tàn nhẫn, để báo mối thù ngày hôm nay. Nhưng mà, hắn đánh giá quá cao phát nam tử cũng xem thường vương lâm từ lúc phát nam tử xuất hiện ở ngoài vạn dặm thì đã bị thần thức có thể so với cảnh giới hóa thần kỳ của vương lâm phát hiện ra vì thế làm sao hắn có thể để cho phát nam tử ngăn cản được trong nháy mắt khi phát nam tử xuất hiện mũi nhọn ánh sáng trong tay vương lâm đã bắn ra xuyên qua mi tâm của đằng hóa nguyên một chiêu lấy mạng hoàn toàn đúng như lời hắn nói từ nay trở về sau hai nhà vương đằng tất cả ân oán đều xóa bỏ. Huyết mạch của nhà họ đằng đã biến mất trên thế gian. Tất cả hoàn toàn đoạn tuyệt, hình bóng của phát nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn ngơ ngẩn nhìn vô số máu thịt trên mặt đất. Lại nhìn thấy thi thể của đằng hóa nguyên ngã xuống khi vừa mới xuất hiện ý niệm cầu sinh. Chương 247, Nam tử tà dị, 12. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên ngọn tháp đầu người cao ngập vào trong mây, lập tức cảm thấy ớn lạnh. Hắn không do dự, hai tay lập tức bấm pháp quyết. Đột nhiên từ trong túi trữ vật đang đeo bên dưới bay ra hai đạo ánh sáng xanh hồng, thần sắc vương lâm vẫn như thường, nhìn chầm chầm vào phát nam tử, bình thản nói, ngươi đã đến chậm, phát nam tử nhìn vương lâm, đột nhiên ngẩn người, lại cẩn thận nhìn vài lần, thất thanh nói, ngươi, ngươi chính là tên đệ tử của hàng nhạc phái năm đó, vương lâm nhìn phát nam tử một cái, không nói. Cực cảnh thần thức phóng ra trong nháy mắt đã công kích đến trước người phát nam tử hai đạo ánh sáng xanh hồng tự động bao bọc ở bên người hắn tạo thành một vách phòng ngự trong nháy mắt khi cực cảnh thần thức hạ xuống hai luồng sáng xanh hồng nhanh chóng lóe lên cuối cùng cũng chống cự được nhưng ánh sáng lộng lẫy của chúng đã không còn trở nên vô cùng ảm đạm phát nam tử biến sắc hắn không chút do dự cắn đầu lưỡi phun ra một nguồn máu tươi rơi trên hai vòng sáng xanh hồng sau đó chỉ vào người vương lâm phát nam tử hét lên đi ngay lập tức hai vòng tròn xanh hồng bay đi như tên bắn ở bốn phía xung quanh chúng nó từng tầng từng tầng không gian không ngừng bị xé rách tay phải vương lâm vung lên cấm khí ở trong cấm phiên xuất hiện toàn bộ chúng hợp lại với nhau hóa thành một con cự long ngăn cản hai vòng sáng xanh hồng nhưng phẩm chất của hai vòng sáng xanh hồng rõ ràng là cực cao cấm khí chỉ có tác dụng giảm tốc độ của nó nhưng không thể ngăn cản được thế tấn công ánh mắt vương lâm lóe lên cực cảnh thần thức lại tuôn ra lúc này thần thức liên tiếp hóa thành những tia chớp rầm rầm bay tới nhưng mục tiêu của nó không phải hai vòng sáng xanh hồng mà là phát nam tử vẻ mặt phát nam tử đại biến ngay thời khắc nguy hiểm một bàn tay to đột nhiên từ bên trong hư vô thò ra chộp lấy những tia chớp do cực cảnh thần thức hóa thành bàn tay khẽ vặn một cái những tia chớp ngay lập tức bị vỡ vụn tiêu tan sạch nhưng bàn tay kia cũng lập tức rung lên từ trong hư vô truyền đến một tiếng hừ nhỏ. Ngay sau đó, một người trung niên mặc quần áo sáng màu, cơ thể hơi mập, xuất hiện trước người phát nam tử. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm, ánh mắt ngẩn ra, nhưng lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ, nói, thì ra là ngươi, nói xong, tay phải hắn vẫy lên kêu gọi, hai vòng sáng xanh hồng lập tức trở lại bên cạnh hắn, lượng vòng xung quanh. Sau khi nam tử trung niên xuất hiện, phát nam tử mới thở vào nhẹ nhõm, không lưng cung kính nói, tham kiến sứ giả đại nhân. Phát Nam Tử mặc dù cảm thấy an toàn hơn, nhưng trên da đầu lại mơ hồ có chút tê dại. Hắn không biết tia chớp màu hồng kia rốt cuộc là pháp bảo gì, nhưng vừa rồi trong nháy mắt khi tia chớp bay đến người, hắn có cảm giác giống như năm đó chiến đấu trong vực ngoại chiến trường, đứng giữa giữa sự sống và cái chết. Hắn không chút nghi ngờ, nếu sứ giả đại nhân không xuất hiện, thì bây giờ, hắn đã trở thành một cái xác chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía vương lâm, ngoài vẻ sợ hãi thật sâu, còn ẩn hiện chút đáng tiếc, ngươi không chết. Hơn nữa còn trong khoảng thời gian 400 năm ngắn ngủi, đạt đến tu vi như vậy. Rất tốt. Giao nghịch thiên châu ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi. Sau đó ta để cho ngươi trở thành người đứng đầu triệu quốc, có được không? Nam tử trung niên nhìn chầm chầm vào vương lâm, chậm rãi nói, vẻ mặt vương lâm vẫn như thường. Tên này xuất hiện, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hơn nữa khi ở ngoài ngàn dặm, hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của người này đó chính là sứ giả của thông thiên tháp người của tứ cấp tu chân quốc về mặt tu vi thì theo vương lâm thấy tên này ngoại trừ là hóa thần kỳ thì không có khả năng nào khác nếu không phải hóa thần kỳ thì sao có thể tiêu diệt cực cảnh thần thức dễ dàng như vậy được còn về chuyện người này làm sao biết được vương lâm có nghịch thiên châu thì từ lúc hắn phục thù đã có suy xét cẩn thận cho nên khi hắn ở triệu quốc thần thức vẫn bao phủ toàn thân như vậy, với thần thức có thể so với hóa thần kỳ của hắn, chỉ cần không phải ở sát bên hoặc mặt đối mặt thì không ai có thể nhìn thấy diện mạo của hắn, lại càng không có người nào có thể dùng thần thức thăm dò hắn được. Đó là nguyên nhân mà trong chín ngày hắn giết người, đối phương từ đó đến giờ cũng không xuất hiện, thật ra nam tử trung niên cũng có chút tâm tư. Trong khoảng thời gian này, thần thức của hắn thường xuyên thăm dò trong biên giới của Triệu Quốc. Nhưng trước sau cũng không tìm ra được người thần bí giết chết cả nhà họ Đằng, điều này làm hắn có chút khó hiểu, trừ khi thần thức của đối phương có thể mạnh mẽ như hắn. Nếu không, chuyện đó căn bản không có khả năng. Nhưng cũng cần phải biết, tu vi của hắn, tuy 400 năm nay cũng không tinh tiến, nhưng vẫn là hóa thần sơ kỳ. Với tu vi này, ở tại Triệu Quốc, tuyệt đối không thể có người nào mạnh hơn được, nhưng hắn cũng không thể biết được, tu vi của Vương Lâm là nguyên anh kỳ nhưng thần thức lại đạt đến hóa thần hậu kỳ đừng nói là hắn mà ngay cả tên cự ma tộc to lớn năm xưa có tự thân đến đây dùng thần thức tìm kiếm cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra vương lâm những chuyện thế này trong tu chân giới cực kỳ hiếm gặp nói chung một kẻ thôn hồn ở trong sinh linh giới cũng chỉ có một mình vương lâm mặt khác còn có tia chớp màu hồng kỳ lạ vừa rồi nam tử trung niên tuy bề ngoài thì có vẻ ung dung tiếp nhận nhưng thực tế tia chớp màu hồng lại giống như ăn sâu vào trong xương tạo thành một chút thương tổn cho thần thức của hắn vết thương tuy không lớn nhưng đối với hắn mà nói cũng có chút hoảng sợ lúc này nhìn thấy đối phương xuất hiện ánh mắt vương lâm lóe lên hắn không nói nhiều lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một giọt máu một giọt máu màu vàng của cổ thần phát ra từng trận từng trận uy áp vương mổ chờ ngươi đã lâu rồi trong mắt vương lâm toát ra sát khí tay phải khẽ điểm lên trên giọt máu nó sôi trào lên ngay lập tức hóa thành một ký hiệu màu vàng, rồi đột nhiên bay thẳng lên trời. Lúc này, trên bầu trời phát ra những âm thanh ầm ầm, từng luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời chiếu xuống, một người khổng lồ xuất hiện trong chùm sáng màu vàng. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, toàn bộ đất đai của triệu quốc có cảm giác hơi rung rung, cả đất trời bị ánh sáng vàng rực bao phủ. Tất cả cỏ cây, tất cả người thường và tu sĩ, tất cả sinh linh cũng không tránh khỏi. Mặc dù thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng linh lực ở trong cơ thể lại tiêu hao một cách nhanh chóng trong nháy mắt khi người khổng lồ xuất hiện vương lâm có chút khó khăn mà đưa tay lên chỉ vào người nam tử trung niên người khổng lồ gật đầu ánh mắt đảo qua nhìn về phía vương lâm chỉ giơ bàn tay to nhẹ nhàng vung lên sắc mặt người nam tử trung niên lập tức biến đổi trong lòng hắn cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt hắn vội vàng chụp lấy phát nam tử đang đứng ngẩn người nhìn dị biến trên bầu trời đưa lên chắn trước người cơ thể của phát nam tử không một tiếng động hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tay phải của nam tử trung niên, cũng tiêu tan trong nháy mắt, nam tử trung niên rống lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng xanh. Hắn nhanh chóng rút lui, đồng thời tay trái xé túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Hắn không chút do dự bóc nát, một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện khi ngọc giản bị vỡ vụn, bao quanh nam tử trung niên, sau đó, hắn biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Khi nam tử trung niên bỏ chạy, người khổng lồ trên bầu trời cũng từ từ tiêu tan. Cơ thể vương lâm khẽ rung, lập tức lấy đan dược trong túi trữ vật ra ăn vào. Thần thức đột nhiên mở rộng, truy tìm tung tích của nam tử trung niên. Một lúc sau, vương lâm nhướng mày lên, khí tức của tên kia đã biến mất ở triệu quốc. Nhớ lại lúc nãy đối phương bóp nát ngọc giảng, vương lâm đoán ngọc giảng đó chắc là một cái truyền tống trận đưa đến nơi nào đó, nên trong nháy mắt có thể đưa đối phương chạy đi một khoảng cách xa. Tứ cấp tu chân quốc có pháp bảo quả thật cao cường. Đúng là không thể tưởng được, Vương Lâm thì thào tự nói, hít một hơi thật sâu. Thật ra hắn đoán cũng có chút chính xác. Cái mà nam tử trung niên sử dụng, chính là ngọc giảng chạy trốn của kỳ tông phái giao cho tất cả đệ tử quan trọng. Chỉ cần không vượt quá một phạm vi nhất định, thì có thể trong nháy mắt được đưa về tổng đàn môn phái. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu, sứ giả đại nhân cũng bị Vương Lâm dọa mà bỏ chạy người khổng lồ phát ra ánh sáng màu vàng, hắn biết rõ, đó chính là thông thiên thuật của cự ma tộc. Quy lực của nó vô cùng khủng bố. Mặc dù là hắn, cũng không nắm chắc có thể chống lại được, ở triệu quốc, hắn đã hai lần nhìn thấy thông thiên thuật. Và lần này, nhìn thấy vương lâm thi triển chính là lần thứ ba. Đối với những địch nhân như vậy, cho dù tu vi chỉ là nguyên anh kỳ, hắn cũng thật sự không muốn trêu chọc. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hắn liền lấy phát nam tử ra đỡ đòn, rồi bóp nát ngọc giản chạy thoát thân, vương lâm khoanh chân ngồi xuống điều tức. Rất lâu sau, hắn đứng thẳng người, tay phải vung lên. Tháp đầu người đằng da, bị hắn đưa lên cao, bay theo thân ảnh của hắn, dưới dãy núi hàng nhạc, trong thôn làng thời thơ ấu của vương lâm. Ngày hôm nay, tất cả thôn dân trong làng, sau khi bị một luồng gió lạ thổi qua, thì tới tấp ngã xuống ngủ mê trên mặt đất, sau đó... Tại ngôi nhà tổ họ Vương, một ngọn tháp đầu người đột nhiên dựng lên sừng sững. Dưới ngọn tháp, Vương Lâm quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất vài cái, từ khóe mắt hắn chảy xuống hai hàng lệ nóng, hắn cứ ngơ ngẩn như vậy mà nhìn vào nhà tổ. Dần dần, màn đêm buông xuống, Vương Lâm thở dài, tay phải vỗ lên tháp đầu người. Cái tháp cao chót vót lập tức hóa thành tro bụi, bị gió thổi bay đi. Thù lớn đã báo. Cha, mẹ sau này con sẽ đi trên con đường của mình vương lâm lặng lẽ đứng lên xoay người đi khỏi sơn thôn khi hắn đi khỏi tất cả dân làng đều ồn ào tỉnh lại nhìn thấy trời đã tối cả đám người tới tấp quỳ hết trên mặt đất xin thần tiên bảo hộ vương lâm bay trên không trung văn thú đã bị hắn bỏ vào trong túi trữ vật không lâu sau hắn tới một vách núi chỗ này chính là nơi mà nhiều năm trước hắn đã bị ngã xuống nhìn vách núi Vương Lâm hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn bầu trời, giờ khắc này hắn có muôn vàng suy nghĩ. Tất cả những cảnh tượng 400 năm trước đều hiện rõ trong đầu, bây giờ, đằng gia đã bị diệt, hắn đã không còn vướng mắc gì nữa, tâm tình cũng có chút biến hóa. Vương Lâm hiểu rõ, mình đã không còn là người thường, mà đang bước lên con đường tu chân. Con đường đầy gian nan, đầy nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải kiên định bước đi, qua 400 năm hắn hiểu rõ, chỉ có sức mạnh mới là phương pháp duy nhất để bảo vệ chính mình. Mộng tưởng thời thiếu niên là trở thành tiên nhân, vào giờ khắc này đã khết đại lên vô cùng. Còn tư đồ nam thì chỉ khi nào tu vi của hắn đạt đến anh biến kỳ, tư đồ nam mới có thể từ nghịch thiên châu đi ra. Còn có vũ trụ mênh mông trong ký ức của cổ thần với rất nhiều sinh mệnh hùng mạnh. Những thứ này đều làm cho vương lâm rung động. Vương Lâm đứng thẳng lên, đưa mắt nhìn ra rất xa trong mắt hắn ánh lên một thứ hào quang quái dị, vào khoảng khắc này, suy nghĩ của Vương Lâm đã có sự lột xác. Từ khi hắn còn nhỏ vì lấy thể diện cho cha mẹ mà bước vào tu chân giới. Mãi đến khi cha mẹ chết, vì báo thù, phải tu tiên để giành lấy sức mạnh cường đại. Còn bây giờ, đại cừu đã báo, hắn vì giấc mộng của mình, vì muốn thật sự trở thành tiên nhân, phải chủ động theo đuổi tiên đạo, vương lâm hít sâu một hơi. Búng thân nhảy lên, từ trên vách núi rơi xuống trong nháy mắt, đã đến động đá năm xưa. Sau khi nhìn thoáng qua, thân thể hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, trên phiêu miễu tông, Cao Khải Minh đang khoanh chân ngồi bế quan trong mật thất. Trước người hắn, có một gương đồng. Lúc này vẻ mặt của hắn có chút khó coi. Từ 200 năm trước, hắn đã tính được, mình sẽ có một kiếp nạn lớn, đáng tiếc là nó quá mơ hồ, với tu vi của hắn, cũng tính không ra rõ ràng, thời gian dần trôi qua, Cảm giác đại nạn đang ập lên đầu càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi gia tộc nhà họ đằng từng người một chết đi, hắn đột nhiên tính được cuộc đời của mình, chỉ còn 10 ngày. Nếu như trong 10 ngày mình không chết, thì kiếp nạn sẽ đổ ập lên đầu của cả phiêu miểu tông, hôm nay chính là ngày thứ 10. Cao Khải Minh cả đời tin tưởng thiên đạo. Điều này cùng với công pháp tu luyện của hắn có quan hệ rất lớn. Hắn hiểu rõ, ngày hôm nay mình nhất định phải chết nếu không nguy hiểm sẽ đổ ập xuống cả phiêu miểu tông cho nên nhiều ngày trước hắn đã bắt đầu thu xếp hậu sự của phiêu miểu tông lúc này hắn đã không còn gì phải lo lắng yên tĩnh ngồi bên trong mật thất hắn hít vào một hơi thật sâu nhìn bốn phía một chút để lưu lại kỷ niệm sau đó hắn giơ tay phải lên dứt khoát vỗ lên trán mình một dòng máu tươi từ trên miệng hắn chảy xuống hai mắt hắn đã trở nên mờ ảo dần dần cũng trở nên tối tăm vào giờ phút này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng. 400 năm trước, hắn nhận lời thỉnh cầu của đằng hóa nguyên, tìm kiếm một gia tộc của một đệ tử trúc cơ kỳ. Trong đầu hắn đã hiểu được một chút, nhắm mắt lại, ngừng thở rồi chết. Vương Lâm đang ở bên ngoài một cổ truyền tống trận trong khe núi. Sau khi nhìn qua triệu quốc một lần cuối, mới mở trận pháp, trong nháy mắt đã biến mất khỏi triệu quốc. Mười ngày sau, một người thanh niên tướng mạo tà dị, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận pháp hắn nhìn chầm chầm vào trận pháp, không nói nhiều mà cất bước đi vào, ở một cái bình nguyên cách xa triệu quốc hơn trăm vạn dặm, thân ảnh của Vương Lâm từ từ xuất hiện. Sau khi xuất hiện, thần thức của hắn lập tức đảo quanh, rồi lấy bản đồ ngọc giảng, nhìn kỹ một lần, sau đó cơ thể hắn khẽ động, bay tới một cái truyền tống trận kế tiếp. Vương Lâm biết ở phía sau mình, chủ nhân của túi trữ vật đang truy đuổi không ngừng. Nếu không bỏ xa đối phương, thì mình sẽ không thể nào an tâm tu luyện được vì vậy truyền tống trận bây giờ mới là mục tiêu của hắn cực phẩm linh thạch trong túi của vương lâm có rất nhiều cũng đủ cho hắn mấy lần sử dụng truyền tống trận sau nửa tháng vương lâm đã tới một cái truyền tống trận sau khi kiểm tra một lúc hắn mới đứng ở trong trận lấy ra một khối cực phẩm linh thạch đặt ở trên nhưng đúng lúc này đột nhiên ở phương xa có một đám mây đen bay đến đám mây từ từ biến đổi thành một người thanh niên tà dị ánh mắt người này âm u nhìn chồng chọc vào Vương Lâm ở trong truyền tống trận, trong lòng Vương Lâm cảm thấy trầm xuống, tốc độ của đối phương so với phán đoán của hắn trước đó, còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, thần thức Vương Lâm cũng không kiểm tra được tu vi của hắn. Một tia khí tức vô cùng nguy hiểm, lập tức bao phủ khắp bốn phía, nếu chỉ đơn thuần dựa vào cực phẩm linh thạch để mở truyền tống trận, phải cần một khoảng thời gian 10 lần hít thở. Nhưng bây giờ là thời khắc nguy hiểm, Vương Lâm cũng không nói nhiều mà điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, nhanh chóng từ dưới chân truyền vào trong trận pháp, tốc độ mở truyền tống trận đột nhiên được tăng tốc, cuối cùng, trong nháy mắt khi người thanh niên Tà Dị đuổi đến, trong trận pháp đột nhiên lộ ra một khe hở, thân ảnh của Vương Lâm liền biến mất, người thanh niên Tà Dị đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hắn bấm quyết, cơ thể đột nhiên phóng thẳng về phía trước. Khoảnh khắc khi Vương Lâm biến mất, hắn cũng bước vào trong lỗ hổng của truyền tống trận sau đó cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì khiến cho truyền tống trận mở ra một lần nữa rồi biến mất bên trong lỗ hổng trong lúc vương lâm xuyên qua truyền tống trận cảm giác nguy hiểm lại càng mạnh hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ thần thức khổng lồ vượt quá sức tưởng tượng của hắn giống như một cơn cuồng phong đang quét về phía mình điều đó khiến cho vương lâm hoảng sợ nhìn thấy nó sắp xông thẳng về phía mình mà cắn nuốt cực cảnh thần thức của vương lâm đột nhiên khẽ động hóa thành một tia chớp màu đỏ lớn nhất từ trước đến nay, ầm ầm đâm thẳng về phía đối phương, đạo thần thức kia chịu một kích của cực cảnh, không khỏi chậm lại một chút. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ánh sáng, Vương Lâm giống như một tia chớp từ trong chùm sáng lao ra ngoài, sau khi xuất hiện hắn không nhịn được phun ra một nguồn máu. Phân thân hóa thành nguyên anh bên trong cơ thể, lập tức trở nên uể oải, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể tán loạn. Nhưng Vương Lâm không dám dừng lại, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ đến khi xuất hiện đã ở ngoài cả trăm dặm ngay sau đó hắn không tiếp tục bỏ chạy mà nâng tay phải lên từ trên tay hắn bay ra một sợi tơ nhỏ màu đỏ vương lâm biết rõ cho dù có chạy thế nào cũng không thể bằng tốc độ của đối phương hơn nữa bây giờ nguyên anh tinh khí ở trong cơ thể hắn hao tổn quá nhiều nếu như cứ tiếp tục khỏi cần đối phương ra tay chính hắn sẽ nổ tung ra mà chết vì vậy hắn lợi dụng thời gian thuấn di bay đến chỗ này, nhanh chóng lấy ra sợi tơ thiên kiếp. Đây là pháp bảo có uy lực mạnh nhất của hắn bây giờ. Trong nháy mắt khi lấy ra thiên kiếp, Vương Lâm lại lôi ra một bình đang dược trong túi trữ vật, rồi đổ tất cả vào miệng. Lúc này, người thanh niên tà dị đã lặng lẽ xuất hiện ở trước người Vương Lâm mười trượng, nhìn chầm chầm vào sợi tơ thiên kiếp trong tay Vương Lâm, vẻ mặt âm trầm, thiên kiếp lực. Không ngờ ở cái tinh cầu tu chân nho nhỏ vứt đi, lại có pháp bảo đẳng cấp như vậy. Người thanh niên tà dị nhìn chầm chầm vào sợi tơ trong tay Vương Lâm, chậm rãi nói, Vương Lâm từ nãy đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào đối phương. Đợi đến khi người này nhìn thấy sợi tơ thiên kiếp liền xuất hiện một chút do dự, hắn mới thở vào nhẹ nhõm, nếu đối phương tỏ vẻ thờ ơ hoặc không coi thiên kiếp lực vào trong mắt, thì Vương Lâm chỉ có thể tiến vào trong không gian nghịch thiên, để tìm chỗ lánh nạn. Mặc dù đây cũng chẳng phải biện pháp tốt, lúc này, trong lòng người thanh niên tà dị cũng có chút bực bội. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên kiếp lực ở nơi đây. Nếu như Tu Vi vẫn còn ở giai đoạn hưng thịnh, thì cho dù gặp phải thiên kiếp lực, hắn nắm chắc 10 phần, có thể hủy diệt nó, nhưng bây giờ hắn chỉ khôi phục lại được ba thành Tu Vi, tương đương với anh biến sơ kỳ mà thôi. Như vậy, đối với thiên kiếp lực, hắn tuy cũng có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng thì Tu Vi cũng sẽ giảm xuống một lần nữa. Nếu một ngày nào đó rớt khỏi anh Biến Kỳ, hắn chỉ có thể ở lại tìm một chỗ bế quan dưỡng thương, không có cách nào rời khỏi tinh cầu này, bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để sử dụng tinh la bàn là anh Biến Kỳ, cái này cũng không chủ yếu lắm, mà quan trọng là vừa rồi ở trong truyền tống trận, hắn cảm nhận được một sức mạnh khiến cho tâm thần hắn chấn động. Sức mạnh đó hắn vô cùng quen thuộc, thanh niên tà dị hừ nhẹ một tiếng, không nhìn thiên kiếp lực, ánh mắt nhìn Vương Lâm, hét lên, "Tiểu Bối!" đưa túi trữ vật ra đây, chuyện này coi như xong, cái tiền bối muốn, có phải là cái này không? Chương 248, Tu Tinh Chi Tinh, ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, nhìn chầm chầm vào tên kia, rồi móc túi trữ vật từ trong ngực ra, ánh mắt người thanh niên tà dị chuyển đến cái túi, gật đầu nói, không sai. Ném qua đây, Vương Lâm có chút do dự. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Mặc dù, hắn muốn đối phương rời xa chỗ này, hoặc cũng phải chờ hắn rời khỏi chỗ này một khoảng cách nào đó mới đưa túi trữ vật ra. Nhưng cũng vô ích, nếu như đối phương thật sự muốn đuổi theo, thì sẽ rất dễ dàng, trầm mặt trong giây lát, Vương Lâm quyết định ném túi trữ vật ra, thanh niên tà dị bắt lấy túi trữ vật, đảo thần thức qua, vẻ mặt hơi dịu lại. Hắn nhìn Vương Lâm, không thấy được vẻ mặt là vui hay giận, Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đối phương, đưa sợi tơ thiên kiếp ra trước người, rồi chậm rãi nói, tiền bối. Túi trữ vật tiểu bối đã trả lại. Tại hạ cáo từ, nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau, thanh niên Tà Dị nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Ngay lập tức hai đạo ánh sáng năm màu từ trong đôi mắt bay ra như tên bắn, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được, vọt thẳng về phía Vương Lâm, Vương Lâm rất cẩn thận. Hắn dường như chẳng chút do dự. Cực cảnh thần thức từ trong mắt lập tức bay ra, va ba chạm với luồng sáng năm màu của đối phương ngay sau đó vương lâm phun ra một nguồn máu cực cảnh thần thức hóa thành tia chớp vỡ vụn bên dưới luồng sáng năm màu cùng lúc đó thân thể vương lâm lập tức lui lại trong nháy mắt vỗ vào túi trữ vật lấy cấm viên cầm trong tay sau đó tay phải hắn vung lên đánh ra một đạo cấm chế vào cấm phiến lúc này thanh niên tà dị kia sắc mặt đại biến hắn vội vàng nói dừng tay tiểu hữu đừng kích động sau khi nói xong hắn nhanh chóng lui ra sau vài bước, nhìn cấm phiên chầm chầm, trên mặt lộ ra sự hoảng sợ, hắn cười khổ trong lòng. Một sợi tơ thiên kiếp, có thể làm cho tu vi của hắn giảm mạnh, nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ bế quan hơn nghìn năm mà thôi. Nhưng hắn vừa nhìn thấy lá cờ trong tay Vương Lâm, mới lập tức hiểu rõ, vì sao tên tiểu bối trước mặt lại có thiên kiếp lực. Tuy hắn không nhận ra lá cờ, nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn thấy, đây là loại pháp bảo có thể làm vật dẫn cho thiên kiếp. Loại phát bảo này, trong túi trữ vật của hắn cũng có vài cái. Hắn biết rõ nó có thể khơi ra sức mạnh của thiên kiếp. Lúc này nếu dây dưa vào tên tiểu bối kia, thì có thể hắn không chỉ hạ thấp tu vi, mà rất có khả năng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục tu vi được nữa. Khóe miệng vương lâm vẫn còn dính lại vài vệt máu. Hắn nhìn chầm chầm vào nam tử tà dị. Bây giờ chỉ cần tâm hắn khẽ động, thì đạo cấm chế cuối cùng sẽ rơi xuống cấm viên. Đến lúc đó thì cho dù pháp bảo bị hủy cũng sẽ hấp dẫn thiên kiếp, tất nhiên có thể dùng tấm viên có chút thành tựu này để làm vật dẫn cho thiên kiếp đánh lên người tên kia, tại hạ đã trả lại túi trữ vật. Thậm chí cũng chẳng động đến một cái gì. Nhưng sao tiền bối lại lật lọng, vương lâm nhìn chầm chầm vào đối phương, chậm rãi nói. Thanh niên tà dị có chút trầm mặt, đột nhiên nói, ti chớp màu đỏ ngươi vừa sử dụng là cực cảnh sao, giọng nói của hắn cũng không chắc chắn lắm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại dâng lên ngọn sóng lớn. Hắn nhìn đối phương, không nói gì. Thanh niên tà dị nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, nói, chắn chắn đúng rồi. Vừa rồi ngươi dùng chính là cực cảnh, lúc này trong lòng hắn cũng có cảm giác vô cùng phức tạp, Vương Lâm gây cho hắn liên tiếp những nỗi khiếp sợ. Trên tinh cầu vứt đi này, có thiên kiếp chi lực đã là chuyện khó tin. Mà người này không chỉ có nó, còn có pháp bảo dẫn phát thiên kiếp, thậm chí lại còn xuất hiện cực cảnh, ti chớp cực cảnh, làm sát khí của hắn tiêu tán ngay lập tức. Thanh niên tà dị hít vào một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái, vẻ mặt vương lâm như thường, ánh mắt bình tĩnh, trầm mặt một lúc lâu, hắn nói, tiền bối nếu không còn chuyện gì khác, vãn bối xin cáo từ, nói xong, hắn cẩn thận lui ra phía sau, nếu có bất cứ hành động nào, hắn sẽ dẫn phát thiên kiếp không chút do dự. Thanh niên tà dị có chút do dự, nói, cực cảnh của ngươi chẳng lẽ không muốn đột phá bình cảnh sao vương lâm đứng thượng lại nhìn về phía đối phương thanh niên tà dị lại có chút do dự sau đó thở dài nói mà thôi tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ cực cảnh là một loại sức mạnh cực đoan nếu muốn đột phá sức mạnh này thì rất khó cực kỳ khó nhưng cũng không phải không có biện pháp vương lâm vẫn đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn trong mắt thanh niên tà dị lộ ra vẻ tán thưởng đột nhiên hai mắt lóe lên, ánh sáng năm màu từ từ bắn ra từ mắt hắn, trở thành một quả cầu năm màu, lơ lửng trong lòng bàn tay. Vương Lâm lúc này cảnh giác đến cực điểm, nhìn chầm chầm vào quả cầu năm màu. Thanh niên tà dị nhìn xuống quả cầu năm màu, những ý nghĩ phức tạp cuồn cuộn trong lòng. Hắn có chút trầm mặt và chán nản nói, ngươi dùng thần thức kiểm tra thử xem. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đảo thần thức qua, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Hắn cảm thấy do dự, nói, đây là hắn ở trong quả cầu năm màu nhìn thấy một tia cực cảnh phát hiện này làm nội tâm hắn chấn động thanh niên tà dị hít thở thật sâu chậm rãi nói phát hiện được gì không quả cầu năm màu này ở tinh cầu quê hương ta được gọi là cực cảnh ngũ sắc vốn nó cũng không phải của ta mà của một người bạn tốt tặng ta trước khi chết vương lâm hít mạnh vào một hơi ánh mắt chớp động nhìn vào quả cầu ngũ sắc thanh niên tà dị nắm chặt tay phải lại quả cầu ngũ sắc biến mất hắn nhìn qua vương lâm nói cực cảnh chia thành rất nhiều loại cụ thể là có bao nhiêu thì không người nào biết được nếu gom tất cả tu sĩ có cực cảnh trong liên minh tu chân cũng không có nhiều nên ta cũng không thể nhìn ra được thuộc tính cực cảnh của ngươi được nhưng ta biết dù loại cực cảnh nào cũng có cực hạn của nó một khi đến mức cực hạn thì rất khó đột phá ngừng lại một chút hắn nói tiếp ta biết một phương pháp có thể làm cực cảnh thần thức đột phá đó là trong những tinh cầu tu chân. Mỗi một tinh cầu của lục cấp tu chân quốc, sau khi được phong tước, sẽ được mấy lão thủ lĩnh trong liên minh tu chân cùng nhau tế thiên, khi đó thiên uy tự động ngưng tụ mà tạo thành trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc. Nếu tu sĩ nào nhận được bảo vật này, thì chắn chắn sẽ có được xác suất phụ trợ để đột phá cực cảnh thần thức, sắc mặt vương lâm trở nên khó coi. Trấn quốc chi bảo của lục cấp tu chân quốc, rõ ràng là vật hắn không thể có được, thanh niên tà dị nói xong, Nhìn Vương Lâm thật kỹ, rồi vỗ vào túi trữ vật. Từ bên trong lấy ra một la bàn màu đen to bằng lòng bàn tay. Sau đó hắn đưa tay vỗ lên mặt trên, la bàn lập tức trở nên to lớn, lơ lửng giữa không trung. Từ la bàn chiếu xuống những chùm sáng êm dịu, nếu sau này ngươi có thể giành được tu tinh chi tinh, có tư cách rời khỏi tinh cầu vứt đi này thì tới ngũ hành tinh tìm ta. Tên ta là Nạp Đa, nói xong, người này bay lên không chậm rãi biến mất trong la bàn ngay sau đó la bàn nhanh chóng xoay tròn từ từ một tia chớp lóe lên một cái hắc động tối đen xuất hiện giữa không trung không một tiếng động bên trong hắc động là một khoảng bầu trời lấp lánh dày đặc sao rất đẹp la bàn chuyển động bay vào trong cái lỗ đen sau đó nó nhanh chóng thu hẹp lại rồi biến mất không một tiếng động đối với chuyện người này không truy cứu túi trữ vật trong lòng vương lâm thầm kêu may mắn Bất kể là cấm phiên, hay sợi tơ thiên kiếp, đều là phát bảo cuối cùng của hắn. Đặc biệt là sợi tơ thiên kiếp, không phải chuyện bất đắc dĩ, hắn thật sự luyến tiếc không dám sử dụng, hắn nhìn hát động biến mất trên không trung, cảm thấy máu nóng trào dân. Thời thiếu niên, hắn mong muốn được bay lên trời cao. Nhưng bây giờ, hắn muốn có tư cách di chuyển giữa các hành tinh, vương lâm hít thở sâu rồi xoay người rời khỏi, tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc rõ ràng không phải thứ mà hắn bây giờ có thể đoạt được. Mặc kệ lời nói của thanh niên tà dị là thật hay giả, thì đây cũng là một manh mối. Nếu như mình có thể lấy được nó, thì hắn cũng không ngại thử một lần. Nhưng việc hắn muốn làm bây giờ là làm thế nào để đạt đến hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ, chính là trạm kiểm soát để tam cấp tu chân quốc lên tứ cấp, độ khó là rất lớn. Phải biết rằng toàn bộ tinh cầu chu tước, số lượng tam cấp tu chân quốc rất nhiều nhưng tứ cấp tu chân quốc lại chỉ có không tới 20 cái. Con số này có thể chứng minh mức độ khó khăn khi tiến lên hóa thần kỳ. Muốn tu vi thăng cấp lên hóa thần, thì linh lực và hoàn cảnh của tam cấp tu chân quốc rõ ràng không thể thỏa mãn được yêu cầu. Mục tiêu của Vương Lâm là tìm một tứ cấp tu chân quốc để tiến lên hóa thần kỳ. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra bản đồ ngọc giảng. Sau khi nhìn một lúc, thì để ý đến một cái tứ cấp tu chân quốc của Liên minh ngũ phái, có khoảng cách gần nơi đây nhất. Nửa tháng sau, biên giới của Liên minh Ngũ Phái đã xuất hiện trước mắt. Ở khu vực biên giới, có một màn ánh sáng phòng ngự. Đây là một trong những sự khác nhau của tứ cấp tu chân quốc và tam cấp tu chân quốc. Màn sáng này có tác dụng ngăn cản bất cứ người nào ở bên ngoài đi vào. Vương Lâm đi lại sát bên màn ánh sáng, nhìn một lúc. Sau đó tay phải khẽ động, đánh ra một đạo cấm chế tàn ảnh, đụng vào màn sáng. Ngay lập tức, trên màn sáng rồi lập xuất hiện một lỗ hổng, Vương Lâm không chần chừ, chui vào. Chương 249, Hóa Phàm, sau khi Vương Lâm đi vào tứ cấp tu chân quốc. Hắn không phi hành, mà giả làm người bình thường đi bộ trên đường. Nhìn quang cảnh lạ lẫm ở bốn phía, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, đột phá nguyên anh tiến vào hóa thần, thì chẳng có thứ công pháp nào có tác dụng. Đối với đan dược, thì trừ khi có thể lấy được lục phẩm trở lên, nếu không sẽ chẳng có bất kỳ tác dụng nào, muốn đạt đến cảnh giới hóa thần, cần phải hiểu được thiên đạo, lĩnh hội được một loại ý cảnh thuộc về mình. Đây cũng là phương pháp duy nhất, vì hiểu được điều này, nên khi Vương Lâm đến tứ cấp tu chân quốc, cũng không có suy nghĩ gia nhập vào bất kỳ môn phái nào. Dù sao nếu không thể thật sự trở thành đệ tử quan trọng của môn phái, thì đối với mục đích tiến lên hóa thần, không có tác dụng lớn, mà nếu muốn trở thành đệ tử hạch tâm môn phái thì quá khó. Vương Lâm không muốn lãng phí thời gian ở phương diện này. Căn cứ vào những hiểu biết của hắn đối với việc tu chân trong 400 năm qua và kinh nghiệm giao đấu với những tu sĩ hóa thần kỳ. Vương Lâm biết rõ, nếu muốn đột phá Nguyên Anh, quan trọng nhất phải hiểu được thiên đạo. Vương Lâm tự mình giết chóc, hai tay đẫm máu, trong lòng căn bản chẳng có nửa điểm liên quan đến cảm nhận thiên đạo. Hắn có dự cảm, nếu vẫn tiếp tục như vậy thì nếu muốn đột phá Nguyên Anh, sợ rằng cả đời này cũng chẳng có hy vọng trên thực tế thì tu vi bây giờ của vương lâm cũng không thật sự là nguyên anh kỳ bản tôn của hắn vẫn bị vây vào trong bình cảnh chẳng qua phân thân của hắn thành công đạt đến nguyên anh sơ kỳ mà thôi đi trên đường thân thể của vương lâm từ từ có chuyển biến bản tôn ẩn vào trong rơi vào trạng thái ngủ say mà phân thân lại dần lộ ra bên ngoài đối với cực cảnh vương lâm đã hiểu rất rõ hắn không muốn cưỡng ép cực cảnh đột phá cũng không muốn ỷ lại vào nó. Theo hắn thấy thì cực cảnh chẳng qua cũng chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi. Bây giờ cấp bậc của pháp bảo không đủ, không thể gây ra nguy hiểm với tu sĩ hóa thần kỳ. Nếu muốn thăng cấp pháp bảo, thì phải có một cái thiên tài địa bảo hiếm có, ví dụ như trấn quốc chi bảo tu tinh chi tinh của lục cấp tu chân quốc. Sau khi dứt khoát vứt bỏ cực cảnh, Vương Lâm chuẩn bị lấy trạng thái phân thân để bước lên con đường tu chân. Nếu có một ngày phân thân đạt đến anh biến kỳ, như vậy có lẽ sẽ có cơ hội chiếm được tu tinh chi tinh đến lúc đó dựa vào phương pháp của nạp đa cực cảnh sẽ có cơ hội đột phá vương lâm hít một hơi thật sâu loại bỏ cực cảnh ra khỏi đầu hắn biết chuyện quan trọng nhất của mình bây giờ là cảm ngộ được thiên đạo mà nửa cuộc đời trước của hắn thật sự dết chóc quá nhiều nửa cuộc đời đó hoàn toàn tàn khuyết nếu muốn thật sự cảm nhận thiên đạo hắn nhất định phải làm lại từ đầu trở thành một người phàm nhân nếu muốn hóa thần trước tiên phải hóa phàm trong lúc vô tình cõi lòng của vương lâm dần dần thay đổi hắn mơ hồ hiểu ra chỉ có điều nó lại giống như một tia chớp xẹt qua trong đầu nhanh đến mức vương lâm khó có thể nắm bắt ngay được hắn hơi suy nghĩ một chút rồi lại bật cười tu vi trong cơ thể tan ra như hoa tuyết dưới ánh nắng cuối cùng cả người hắn nhìn qua giống như một người phàm nhân bình thường trong mắt Vương Lâm toát ra ánh sáng kỳ dị hắn thuận tay bước một lá cây ở ven đường, bỏ vào miệng, cảm nhận được vị chát bên trong, rồi dần dần đi về phương xa. Lãnh thổ của tứ cấp tu chân quốc rất rộng, lớn hơn gấp mấy lần so với triệu quốc, nên tu sĩ cũng rất đông. Cũng giống như vậy, số lượng phàm nhân cũng đạt đến một con số khổng lồ. Vương Lâm đi trên đường, nhìn thấy người thường qua lại, đều mang theo hành lý trên lưng. Chỉ riêng hắn chẳng có gì, vì vậy bị người ta chú ý. Vương Lâm suy đi tính lại một lúc liền bẻ cành cây ở hai bên đường, tự tay đang thành một cái gùi, rồi đeo lên lưng. Sau đó, hắn hái một đống lớn lá cây, ném vào trong, đi trên đường vài canh giờ, hắn thấy rất nhiều võ giả bình thường, cưỡi ngựa, hò hét phóng qua. Những người này cũng chẳng thèm để ý đến Vương Lâm đang đi trên đường, mỗi lần có ngựa chạy qua, thì sẽ tạo ra một đám bụi đất. Vương Lâm cũng không thèm để ý, phủi phủi bụi bặm ở trên người xuống, rồi tiếp tục cất bước chẳng qua lần này hắn vừa đi được một đoạn không xa đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng hét lớn tránh đường cùng lúc này một cơn cuồng phong từ phía sau đánh tới vương lâm hơi nghiêng người thấy một con tuấn mã đen bóng gần như áp sát vào người hắn rồi phóng qua ngay sau đó lại có rất nhiều tuấn mã ầm ầm phóng tới trong đám đó có một con sắp đâm vào vương lâm đúng lúc này tráng hán ngồi trên ngựa lập tức kéo cương chỉ nghe thấy tiếng ngựa hí dồn dập. Con ngựa dơ cao hai chân trước, chạy lệch qua bên cạnh. Sau khi chạy lên trước vài bước, con ngựa mới ngừng lại, tráng hán kia trừng to mắt, vung roi ngựa trên tay, giống như muốn vụt vào đầu Vương Lâm, rồi hét lên, ngươi mù hay sao thế, Vương Lâm nhướng mày. Nhưng khi cái roi kia vung xuống, một người đàn ông trung niên ở bên cạnh thúc ngựa chạy lên, vung tay nắm lấy roi ngựa, bất mãn nói, Trương Tam. Ngươi muốn thể hiện uy phong sao? tráng hán kia hừ nhẹ thu roi ngựa về nhìn vương lâm một cái thật hung tợn rồi giật cương ngựa chạy đi người đàn ông trung niên cũng chẳng thèm nhìn đối phương một cái xoay người nhìn vương lâm ôm quyền nói tiểu ca vừa rồi làm cậu hoảng sợ ta có chuyện quan trọng xin thứ lỗi vương lâm lắc đầu nói không sao nói xong hắn lại phủi đất trên người xuống trong mắt vị đàn ông trung niên tỏ ra kinh ngạc hắn thấy Vương Lâm cũng chỉ là một người bình thường, không có vết tích của người luyện võ. Nhưng sự can đảm của người này lại có chút hơn người. Người đàn ông trung niên nhìn kỹ Vương Lâm một lượt, cười nói, tại hạ là Lữ Hưng. Con đường này chỉ có một phương hướng, là Kinh Thành. Không biết tiểu ca đây muốn đi Kinh Thành làm gì? Nói xong hắn đưa mắt nhìn cái gùi sau lưng Vương Lâm, cảm thấy kỳ lạ nói, tiểu ca là thầy thuốc sao? Vương Lâm cũng không giải thích, mà gật đầu người đàn ông trung niên mỉm cười, lại ôm quyền, rồi xoay người lên ngựa. Tay trái vỗ lên lưng ngựa, khiến nó hí lên một tiếng, không phải chạy về phía trước, mà phóng về phía sau. Vương Lâm ngoảnh lại nhìn, ở sau 10 dặm, có một đội xe ngựa, đang chậm rãi tiến lên. Nửa canh giờ sau, đội ngũ xe ngựa kia mới xuất hiện phía sau Vương Lâm. Bốn phía xe ngựa có cả trăm tên đại hán cởi tuấn mã. Đám người này hai mắt lấp lánh tinh quang, huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng đều là cao thủ trong chốn võ lâm lữ hưng đang ở bên một chiếc xe ngựa thò đầu vào nói chuyện với người ngồi bên trong con đường cũng không rộng nên sau khi nhìn thấy xe ngựa vương lâm phải đứng lại ở ven đường khi đoàn xe ngựa đi qua bên cạnh vương lâm có bốn đại hán đi đến giữ hắn đứng ở bên ngoài lúc này lữ hưng mới quay đầu lại nhìn vương lâm ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên khẽ kéo cương dừng lại đợi vương lâm đi tới hắn ôm quyền nói tiểu ca đối với chứng trúng gió độc cậu có thuốc chữa không vẻ mặt vương lâm rất bình tĩnh hắn biết đối phương tưởng mình làm nghề thầy thuốc với bản tính của hắn cũng không để ý đến những chuyện này nhưng lòng hắn khẽ động nếu muốn đột phá nguyên anh kỳ phải cảm nhận thiên đạo có lẽ đây là một cơ hội tốt để gia nhập vào thế giới phàm nhân nghĩ vậy vương lâm nói có bệnh nhân sao người đàn ông trung niên hơi do dự gật đầu nói có một nha hoàng bị bệnh nơi đây còn cách kinh thành bảy ngày đường đại phu đi theo cũng đã bốc thuốc nhưng không thuyên giảm vương lâm nhìn đoàn xe ngựa nói để ta lên xem bệnh nhân lữ hưng cười khổ nói tiểu ca trong người cậu có thuốc chữa không nếu không có thì khỏi cần xem cũng được đúng lúc này trong xe ngựa truyền đến giọng của một ông già lữ hưng cứ để hắn đến xem đi người hành nghề y trong thiên hạ cũng không chừng hắn có phương pháp lữ hưng vội vàng vâng lệnh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nói với Vương Lâm, tiểu ca. Làm phiền rồi, Vương Lâm đi theo Lữ Hưng, đến bên cạnh xe ngựa. Đúng lúc muốn leo lên, thì lão già trong xe lại ho khan một tiếng. Lữ Hưng lập tức tiến lên ngăn cản, ấy nấy nói, tiểu ca, cứ như thế này mà xem, khỏi cần lên xe, Vương Lâm nhướng mày. Hắn dùng thần thức đảo qua đã sớm biết được trong xe có ba người. Ngoại trừ một ông già, thì có hai thiếu nữ từ cách ăn mặc thì rõ ràng là hai người chủ tớ người bị bệnh căn bản không phải là nha hoàng mà là người chủ dưới thần thức của vương lâm vị tiểu thư kia cũng không phải trúng gió độc rõ ràng máu huyết trong người có một luồng khí màu xanh chứng tỏ nàng bị trúng một loại độc nào đó đưa tay ra đây vương lâm nói thiếu nữ trong xe hơi do dự vương cánh tay ngọc từ trong màn xe ra vương lâm nắm lấy cổ tay một lúc lát sau hắn lấy trừ trong gùi ở sau lưng ra một nhành cây linh lực trong cơ thể khẽ động xoay chuyển một vòng ở trên rồi rút vào lại cơ thể đưa cành cây cho lữ hưng vương lâm nói dùng để uống ngày mai sẽ khỏi lữ hưng cảm thấy quái lạ nhìn cành cây trong tay rõ ràng đây chỉ là một cành cây hết sức bình thường hắn cười khổ thầm nghĩ mình nhìn lầm người người này cũng không phải thầy thuốc gì cả rõ ràng chỉ là một tên điên mà thôi nếu không cũng chẳng cần người đưa lá cây làm thuốc. Cái này thật sự là thuốc, thì hai bên đường đầy lá cây tha hồ hái một bó to, hắn đang muốn thuận tay ném cành cây xuống, lúc này đột nhiên rèm xe ngựa được vén lên. Một lão già vẻ mặt đầy nếp nhăn, vương người đoạt lấy cành cây trong tay Lữ Hưng, cẩn thận nhìn một hồi lâu, vẻ mặt biến đổi, thất thanh nói, bách niên thụ diệp, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía vương lâm, đầy vẻ khó tin, vội vàng cung kính nói, không biết dùng để ăn thì có gì kiên kỵ không vương lâm như cười như không nói ăn sống là được lão già vội vàng gật đầu sau khi đánh ánh mắt về phía lữ hưng mới kính cẩn lui vào trong xe lữ hưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn vương lâm cười khổ nói tiểu ca cậu cũng muốn đi kinh thành hay là cùng đi với chúng tôi được không vương lâm mỉm cười nói ta muốn một con ngựa lữ hưng nghe vậy thì lập tức hét lớn tôn lão nhị đem ngựa của ngươi lại đây một người thanh niên hơn 20 tuổi ở bên cạnh, vẻ mặt khổ sở, quay ngựa lại, rồi nắm cương chạy đến. Sau khi nói vài câu, lại xoay người bỏ đi, chương 250, ngưng sát, Vương Lâm nhìn con ngựa thấy nó rất đẹp, hai mắt như có linh tính. Hắn đưa tay vuốt ve, con ngựa liền lim diêm đôi mắt cảm giác rất thích thú, cảnh tượng trước mặt khiến cho Lữ Hưng phải sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy con ngựa có vẻ mặt như thế tay trái vương lâm đặt lên lưng nó rồi nhảy lên lữ hưng vội vàng bám theo phía sau vừa nói chuyện với vương lâm vừa đưa mắt nhìn về xe ngựa vương lâm cưỡi trên lưng ngựa ánh mắt bình thản nhìn ra bốn phía một cái cảm giác chưa hề có chợt xuất hiện trong lòng vào lúc này linh lực trong cơ thể hắn tự động lưu chuyển linh lực giống như bị một thứ gì đó ở bên ngoài kích thích trở nên cuồn cuộn lúc này nếu tu sĩ có đại thần thông ở đây chắc chắn sẽ phải khiếp sợ bởi lúc này bên ngoài thân thể vương lâm có một làn hơi thở màu đỏ. Hơi thở dày đặc nhưng không hề tản ra, cứ ngưng tụ xung quanh cơ thể vương lâm rất lâu không tiêu tán. Cái làn sương mù màu đỏ đó, chẳng cần phải nói con người mà cho dù là phần lớn tu sĩ cũng không thể nào nhìn thấy. Nó chính là sát khí của vương lâm sinh ra trong 400 năm qua, sau khi đã giết không biết bao nhiêu người mà tích tụ lại thành lệ khí. Cuối cùng khi số lượng người bị chết trong tay hắn càng ngày càng nhiều liền hóa một thứ sát khí khiến bất cứ một vị tu sĩ nào cũng phải kinh hãi, thứ sát khí này một khi có thể sử dụng được nó thì không cần phải chiến cũng có thể khuất phục được người, chẳng khác gì pháp bảo. Thậm chí trong lúc luyện chế pháp bảo có thể trộn thêm một chút, chắc chắn uy lực của pháp bảo cũng phải tăng lên, một cơn gió nhẹ thổi tới quanh người Vương Lâm. Hắn không tự chủ được hít một hơi thật sâu, hai mắt liền trở nên sáng ngời hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng linh lực trong cơ thể như đang có một sự biến hóa vi diệu sự biến hóa diễn ra hết sức nhỏ bé nhưng lại ẩn chưa một thứ lực lượng thần kỳ lúc này sát khí màu đỏ quanh thân thể vương lâm có một bộ phận nhỏ chợt bay ra hóa thành một tia khí màu hồng chui vào trong cơ thể vương lâm dung hợp với linh lực của hắn dần dần trên quãng đường đội xe từ từ di chuyển linh lực bốn phía càng lúc càng nhiều dưới bầu không khí tràn ngập linh lực Tất cả các con ngựa cùng hí lên liên tục, thậm chí ngay cả cặp mắt của những người luyện võ cũng trở nên sáng ngời. Bọn họ không biết vì sao nhưng trong cơ thể lại có một luồng chân khí chợt dâng lên. Nó lưu chuyển bên trong khiến cho mỗi người cảm thấy hết sức thoải mái, một lúc sau, linh lực trong cơ thể Vương Lâm từ từ trở lại bình thường. Linh khí bốn phía chậm chậm biến mất. Những người bình thường tu luyện võ thuật đều tỉnh lại, ánh mắt có phần khó hiểu nhỏ giọng nói chuyện với nhau về cái cảm giác khó tin vừa rồi. Đoàn xe vẫn tiếp tục đi cho đến khi màn đêm phủ xuống. Lúc này, đoàn xe được xếp thành một vòng tròn, trú chân trên quan đạo. Một số nữ tử từ trên xe ngựa đi xuống, nhanh chóng chuẩn bị một ít thực vật để nấu ăn. Thi thoảng, một vài đôi mắt đẹp lại liếc nhìn về phía vương lâm, cười duyên một cái. Thực ra cũng chẳng thể trách được đám con gái đó không kiềm chế được phải liếc mắt nhìn vương lâm. Lúc này, trong mắt các nàng, Vương Lâm tỏa ra một thứ mị lực không thể tả được. Tuy tướng mạo của hắn bình thường, nhưng toàn thân lại có một sự phóng khoáng, Vương Lâm dựa người vào một gốc cây đại thụ, đưa mắt nhìn nắm bầu trời. Tâm trạng hắn suốt 400 năm qua chưa có một giây phút nào được bình thản. Những ánh sao đêm tỏa một chút ánh sáng xuống mặt đất. Nhưng Vương Lâm biết rằng thực tế mỗi một ngôi sao trên trời lại chính là một cái tinh cầu, hắn có được sự hiểu biết đó chính là nhờ ký ức của cổ thần. Trong trí nhớ của hắn thì vào năm đó, đồ tiên khi chưa thể xuyên giữa sao trời, cũng thường xuyên nhìn lên bầu trời như thế này. Tâm trạng bình thản khiến cho linh khí xung quanh lại từ từ tụ tập. Nhưng lúc này, Vương Lâm cũng chẳng chú ý tới linh khí bởi đây là lần đầu tiên, hắn có thể cảm giác được lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể. Cái thứ màu đỏ đó sau khi tâm tình của hắn bình tĩnh liền tiêu tán một chút. Vương Lâm suy nghĩ một lúc liền biết rằng nếu tâm trạng cứ được bình thản như thế này thì chắc chắn năm sau, lớp khí màu đỏ bên ngoài thân thể hắn sẽ biến mất toàn bộ. Đối với cái thứ màu đỏ này, trước đó Vương Lâm đã cảm ứng được. Nhưng thực tế tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên. Hắn biết cái này là do bản thân giết chóc trong 400 năm qua mà tạo thành. Tuy nói nếu cái thứ này tiêu tán, đối với hóa thần kỳ có lẽ sẽ có được trợ giúp nhất định, nhưng Vương Lâm lại cảm giác có một chút nuối tiếc. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ lớp khí màu đỏ ngoài thân thể chợt bắt đầu dao động, từ từ ngưng tụ. Nhưng sau khi chúng ngưng tụ được một phần mười, cho dù có làm như thế nào cũng không thể ngưng tụ được tiếp. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, đang định thủ tiếp thì nét mặt chợt có sự thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám nữ quyến chỉ thấy một cô gái chạc đôi mươi đang cầm trong tay tảng thịt hung khói cùng với bầu rượu đi về phía hắn. Một mùi thơm thoang thoảng lan tới mũi hắn. Thoáng cái, cô gái đã tới trước mặt. Sau khi đặt rượu thịt sang một bên, nàng tò mò nhìn Vương Lâm rồi cười, nói, cám ơn ngươi, nàng đúng là nha hoàng ngồi cùng xe ngựa với vị tiểu thư lúc ban ngày. Vương Lâm mỉm cười, cầm lấy bầu rượu. Sau khi dụng thần thức xem xét rồi đưa lên miệng uống một ngụm, một cảm giác cay, nóng nhất thời từ trong bụng Vương Lâm bốc lên. 400 năm qua, Vương Lâm có mấy lần uống rượu. Hắn nhớ rất rõ năm đó, khi mình chưa tu tiên, chỉ có tứ thúc của phụ thân hắn là mới có thể lấy rượu ra uống. Mỗi lần như vậy, Vương Lâm đều len lén uống trộn một hai ngụm, sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hồng lên, nhìn phụ thân và tứ thúc mà cười khúc khích, mang theo nỗi buồn bã trong lòng, Vương Lâm lại uống thêm một hớp nữa, cô gái mở cái miệng nhỏ nhắn đang định nói gì đó thì đúng vào lúc này, cách đó một khoảng không xa, có tiếng người gọi nàng. Cô gái lên tiếng trả lời, sau đó đôi mắt to xinh xắn khẽ liếc vương lâm một cái rồi xoay người cất bước với tu vi của vương lâm đã đạt tới cảnh giới ít cốc thì thực vật của người bình thường đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì hấp dẫn vì vậy mà chỗ thịt hung khói vẫn còn nguyên hắn chẳng hề đụng tới chỉ có bầu rượu là lôi cuốn tâm trạng của hắn nên chỉ một lúc là hết ban đêm đám hộ vệ đốt lên một đống lửa rồi ngồi nói chuyện tiếng cười nói của bọn họ vọng vào tai khiến cho vương lâm phải mỉm cười có một số hán tử sau khi uống chút rượu thì can đảm cũng tăng lên liền chạy tới tìm một vài cô gái mà tâm sự cái này là nói chuyện chứ không phải là tâm sự cái kiểu kia đâu nhá chứng kiến cảnh sinh hoạt của mọi người vương lâm bất chợt lại nhớ tới lý mộ uyển lúc này lữ hưng cầm hai bầu rượu đi tới cạnh vương lâm sau khi đưa cho hắn một bầu liền ngồi xuống cười nói tiểu ca lá thuốc của ngươi quả là thần kỳ tiểu thư nhà ta đã tốt hơn nhiều rồi nào ta kính ngươi một chén, vừa nói, hắn nghiêng bầu rượu rót ra một chén. Nhưng ngay lúc đó, Vương Lâm chẳng cần đến chén mà nâng bầu rượu uống một hớp lớn. Hắn thấy vậy liền sửng sốt, sau đó cười ha hả đặt chén rượu xuống cũng làm như Vương Lâm mà uống một hớp lớn. Lúc trước ngươi nói nha hoàng bị bệnh sao bây giờ lại đổi thành tiểu thư. Vương Lâm cười cười nhìn hán tử trước mặt mình, Lữ Hưng đỏ mặt, xấu hổ, vỗ vỗ bắp đùi, nói, tiểu ca. Việc này là ta sai thôi. Để tới Kinh Thành, nếu ngươi gặp phải chuyện gì rắc rối thì tới các cửa hàng của Thiên Nam tìm ta. Chỉ cần là chuyện lữ mổ có thể làm thì không có gì phải lo lắng. Vương Lâm liền mỉm cười, không nói. Hắn từ từ thưởng thức bầu rượu. Lữ Hưng nhìn cái bầu rượu rỗn trên mặt đất rồi lại nhìn bầu rượu trên tay Vương Lâm cũng chỉ còn có một ít mà cười nói. Tiểu ca, tử lượng của ngươi tốt đấy. Ban đêm ngồi không cũng chán ngươi đi với ta tới gặp mấy vị huynh để nói chuyện có được không tiềm thức của vương lâm đang định cự tuyệt nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn liền mỉm cười mà gật đầu sau khi đi với lữ hưng tới bên đống lửa thì thấy có vài hán tử đang ngồi quanh nói chuyện với nhau về một số sự việc hứng thú mà mình đã gặp lữ hưng tiến tới đá một người đang ngồi cười mắng vương lão ngủ tiểu cô nương đó ta đã nghe ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi được rồi lần này trở về ta sẽ đi xem một chút xem ngươi có thổi phòng lên không. Người đó cũng quay sang cười nói, được rồi. Dù sao thì ngươi làm việc cũng nhanh. Chờ ngươi làm xong rồi đến cũng được. Dứt lời, hán tử ngồi quanh đều cười to. Lữ Hưng cười mắng vài câu rồi ngồi xuống. Vương Lâm tùy ý ngồi xuống một chỗ, nhìn những người trước mặt mà trong lòng thêm cảm khái. Những người này tuy cuộc sống ngắn ngủi, thậm chí hắn chỉ cần thổi một hơi là có thể giết chết được hết bọn họ, nhưng bọn họ lại có một cuộc sống thoải mái mà hắn không thể có, suốt đêm, Vương Lâm uống không ít rượu. Tuy hắn nói không nhiều lắm, nhưng ngồi với mọi người cũng khiến cho hắn dần trở nên vui vẻ. Sau đó cũng có một số cô gái gan lớn tới tham dự. Trong đó cũng có cả cô gái đã mang rượu thịt tới cho Vương Lâm, chỉ có điều nàng ngồi bên cạnh Vương Lâm chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh lửa bập bùng, chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chương 251: Quy ẩn một hai, mãi cho tới gần sáng, đám người mới nằm xuống mà ngủ. Còn đám con gái thì quay vào trong xe ngựa, ngoại trừ một số người phụ trách thủ vệ, cả đoàn xe hoàn toàn yên tĩnh. Tuy đống lửa thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nổ tanh tách, nhưng nhưng âm thanh đó chẳng hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Ngược lại nó như có tác dụng thần kỳ khiến cho giấc ngủ của mọi người lại càng thêm ngọt ngào. Vương Lâm đứng lên, tới ngồi bên một gốc đại thụ cách đó không xa trong lòng hắn hoàn toàn bình thản. Khoảng khắc vừa rồi khiến cho hắn quên mất mình là người tu tiên, giống như một người bình thường. Sau khi ngồi xuống, hắn cảm giác bản thân, đột nhiên cảm thấy sợ hãi và vui mừng. Tu vi của hắn chẳng biết từ lúc nào đã đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ mà đạt tới Trung Kỳ. Tuy trước đó hắn đã đạt tới đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chỉ có điều, lớp sương mù màu đỏ bên ngoài thân thể hắn lại tiêu tán thêm một ít. Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn có cảm giác nếu một ngày nào đó, thứ màu đỏ đó biến mất thì hắn sẽ phải hối hận. Vì vậy mà tinh thần của hắn lại hết sức tập trung, bắt đầu ngưng tụ, thời gian Vương Lâm ngưng tụ làng khí đỏ chậm chậm trôi đi. Ban đêm, ngoại trừ một số tiếng mũi bay vù vù cũng chỉ còn có tiếng ngáy của một số hán tử đang ngủ say, từ từ, nơi chân trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Ánh sáng chậm chậm xua đi màn đêm đen tối. Vương Lâm mở hai mắt, quay mặt về phía đông hít một hơi thật sâu. Nhất thời, hai luồng khí màu tím mà người thường không thể nhìn thấy, được hắn hít vào trong mũi. Sau khi chạy trong cơ thể một vòng, rồi lại phun ra, được vài vòng như thế, Vương Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng toàn thân có cảm giác như có thể nhẹ nhàng bay lên không trung, cái cảm giác này, trong suốt 400 năm qua chưa bao giờ Vương Lâm có được. Hiển nhiên điều đó chỉ có khi nào tâm trạng có được một sự bình thản nhất định mới có thể cảm nhận được nó mà thôi qua một đêm lớp khí đỏ bên ngoài cơ thể vương lâm đã mất đi một phần mười vương lâm cũng chẳng hề nóng nảy hắn biết để có thể ngưng tụ được toàn bộ lớp khí màu đỏ đó không phải chuyện trong một thời gian ngắn có thể làm được có thể nói cái chuyện này mất nhiều thời gian và hơi nhàm chán sáng sớm mọi người trong đoàn xe đều tỉnh dậy sau khi rửa ráy mặt mũi vị lan trung đi theo đoàn xe mới từ trên xe ngựa bước xuống sau khi hít một hơi thật sâu lão liền đứng ở chỗ đất trống bắt đầu hoạt động chân tay từ từ lão liền thực hiện một loạt các loại động tác vương lâm liếc mắt nhìn qua trong lòng có phần kinh ngạc người này thực hiện những động tác đó tuy không có lực công kích nhưng cũng có tác dụng cường thân một lúc sau lão liền thu tay thở một hơi dài sau đó hơi do dự một chút lão liền đi về phía vương lâm khi tới gần, lão nhân cười nói, tiểu ca. Đêm qua nghỉ ngơi có tốt không? Vương Lâm gật đầu nhưng cũng không mở miệng. Lão nhân do dự một chút rồi lại hỏi, tiểu ca. Cái lá cây trăm năm kia không biết là tìm được ở đâu. Nói xong, ánh mắt lão có nét cầu khẩn, nhặt ven đường. Vương Lâm nói, nhất thời, lão nhân khựng người lại, ngập ngừng một lúc đành cười khổ. Tiểu ca, thật là may mắn. Sau khi nói thêm vài câu với Vương Lâm, cho dù lão có bóng gió thế nào cũng không thể tìm được tin tức từ miệng hắn lão nhân thầm than một tiếng rồi xoay người rời đi nếu thực sự mà nói thì tuổi của vương lâm còn hơn cả lão tổ tông của lão nhân vì thế mà lão nhân nói bóng nói gió với những người trẻ tuổi mới ra ngoài thì còn có tác dụng chứ với vương lâm thì chẳng hề có chút ảnh hưởng đi theo đoàn xe vương lâm từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình mà hòa nhập với mọi người thoáng cái đã qua mấy ngày trong mấy ngày kia tiểu nha hoàng thường xuyên đến tìm vương lâm nói chuyện mỗi lần như thế khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên chẳng biết đang nghĩ gì trong lòng nhìn ánh mắt của tiểu nha hoàng trong lòng vương lâm cười khổ ánh mắt đó hắn vẫn thấy khi lý mộ uyển nhìn mình vì vậy mà trong lòng hiểu rõ chỉ có điều vương lâm tự vấn bản thân thì tuổi của hắn còn hơn cả lão tổ tông của nàng vì vậy mà trong lòng luôn có cảm giác quái dị cho tới hôm nay kinh thành đã hiện lên trước mặt kinh thành ở tứ cấp tu chân quốc trong mắt người bình thường thì hết sức hoa lệ tuy vậy trong mắt vương lâm nó lại hết sức bình thường chẳng có bất cứ một thứ gì đặc biệt nếu không phải trên cao có một dòng xoáy linh khí thì vương lâm cũng chẳng thèm để ý thần thức của vương lâm đã qua toàn bộ ngôi thành lập tức hiện lên trong đầu hắn trong toàn bộ ngôi thành có tất cả chín dòng linh khí còn chúng xuất phát từ đâu thì cũng không phải là tu sĩ mà từ chính cây cột đá mà đen. Theo kích thước to nhỏ của cây cột mà linh lực phát ra mạnh yếu khác nhau, trong đó, ngoại trừ một cây cột khổng lồ ra, tám cây cột còn lại chỉ khoảng chừng 10 người ôm. Nhưng cây cột còn lại thì kích thước của nó phải trăm người ôm mới xuể, trong phạm vi của chính cây cột đều có người ngồi. Hơn nữa, bao phủ bên ngoài cây cột còn có một tầng trận pháp, ngăn cản thần thức dò xét. Chỉ có điều mấy cái trận pháp đó đối với Vương Lâm mà nói thì chỉ được hình thức. Hắn liếc mắt một cái thì thấy những người ngồi trong đó đều là tu sĩ. Tu vi cao nhất thì đạt tới kết đan hậu kỳ. Mà thấp nhất thì cũng là trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm cảm thấy hứng thú đối với cái kiến trúc kỳ lạ trước mắt. Sau khi đoàn xe tiến vào trong thành, Lữ Hưng thấy Vương Lâm cứ nhìn về phía chính cây cột liền thấp giọng nói, Vương lão đệ, không nên nhìn chầm chầm như thế nếu bị người khác phát hiện sẽ rất rắc rối vương lâm sờ sờ bờm ngựa nghi hoặc hỏi lữ huynh cây cột đen này là cái gì ánh mắt lữ hưng có phần hâm mộ thấp giọng nói đó là tiên mộc nơi đây là kinh đô của chúng ta được tiên nhân che chở gần đây mới có tiên dụ rơi xuống hoàng thượng liền triệu tập toàn bộ công tượng trong cả nước căn cứ theo yêu cầu của tiên dụ mà tạo nên chính cây tiên mộc này tiên mộc nét mặt vương lâm có chút quái dị bên trong tiên một là nơi tiên nhân dừng chân khi cha ta còn trẻ đã từng tận mắt nhìn thấy từ bên trong có tiên nhân bay ra giọng nói của lữ hưng có một chút tự hào như chính mình đã được nhìn thấy nếu lúc này hắn mà biết rằng vương lâm vẫn đi cùng còn mạnh hơn cái người mà phụ thân đã thấy gấp trăm ngàn lần thì không biết sẽ có cảm giác như thế nào phải biết rằng vị tu sĩ mà phụ thân hắn gặp qua cho dù nhìn thấy vương lâm cũng phải cũng kính kêu một tiếng tiền bối vương lâm thu mắt lại cười cười không nói gì sau khi đi vào trong thành vương lâm cáo từ với đám người lữ hưng tuy lữ hưng quen biết vương lâm không lâu nhưng lại có cảm giác hết sức thân mật hắn vỗ ngực cam đoan với vương lâm nếu có gì rắc rối cứ tới tìm mình là được còn mấy ngày qua đối ẩm hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục với khả năng uống rượu của đối phương vì thế mà lữ hưng cứ dặn đi dặn lại nếu có người khi dễ thì cứ đến tìm lão cuối cùng thì vị lan trung cũng từ trên xe đi xuống đi bên cạnh lão là một người con gái đeo chiếc khăn che mặt màu trắng bên cạnh nàng là tiểu nha hoàng xinh xắn thấy vương lâm phải đi ánh mắt nha hoàng có một chút buồn bã vị lan trung tiến lên nói chuyện với vương lâm vài câu sau đó người con gái đeo khăn che mặt hạ thấp người thi lễ với vương lâm rồi xoay người đi lên xe còn tiểu nha hoàng sau khi nói chuyện với người con gái đó mấy câu liền cầm một túi tiền bằng tơ tầm bước tới gần Vương Lâm. Nàng đưa túi tiền cho Vương Lâm, nhẹ nhàng nói, tiểu thư để ta cảm ơn ngươi. Trong này có 10 lượng vàng để ngươi sử dụng, Vương Lâm cũng không từ chối. Đây là thứ để giao dịch trong nhân gian. Ngoại trừ 400 năm trước hắn có cầm, cho tới tận bây giờ mới thấy lại, Vương Lâm ôm quyền, xoay người mà đi. Cho tới khi hắn đã đi rất xa, nha đầu liền thở dài, xoay người đi vào xe ngựa. Đoàn xe tiếp tục đi qua cầu tiến vào thành Nam, cầm 10 lượng vàng trong tay, Vương Lâm chậm chậm đi trong kinh đô. Đúng là nơi dưới chân thiên tử có khác. Người đi đường rất động, trên mỗi ngã tư lại có vô số cửa hàng, buôn bán đủ mọi loại đồ vật, được một lúc, một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Sau khi dạo quanh một vòng, hắn vẫn không thể nhìn thấy một vị tu sĩ nào có tu vi dưới tầng thứ 12, 13 ngưng khí kỳ. Hiện tượng thế này, Vương Lâm gần như chưa hề gặp ở các quốc gia khác. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liếc mắt về phía chính cây cột đen, trong lòng thầm đoán, đáp án chính là ở đây. Mãi cho tới quá giờ ngọ, Vương Lâm vẫn nhàn nhã đi lại trên đường. Trong các cửa hàng tại Kinh Đô có một số đồ vật không phải phục vụ cho con người mà là để dành cho tu sĩ. Chỉ có điều bên ngoài những cửa hàng đó có một tầng cấm chế khiến cho người bình thường không thể vào được người kinh đô hiển nhiên là cũng biết những chuyện này, vì vậy mà gần như chẳng có ai đi vào những nơi như vậy, Vương Lâm cứ thế thông thả mà đi. Sau khi vào trong một cửa hàng xem xét rồi đi ra, bất chợt cách đó không xa có những tiếng ồn ào. Chỉ thấy một người toàn thân lôi thôi bị một đại hán đấm thẳng vào ngực, lão nhân liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thanh âm của lão có phần thê lương. Đồng thời, từng ngụm máu tươi từ miệng lão cứ thế phun ra, giống như tuân theo một thứ tiết tấu nhất định. cứ mỗi khi đại hán đánh một quyền, lão lại phun ra một mụn máu tươi. đại hán đánh vài quyền liền đứng thẳng dậy, mắng lão già kia, ngươi tránh xa cửa hàng lão tử ra. nếu ta còn thấy ngươi lần nào sẽ đánh lần đó. không ngờ lớn tuổi như thế này rồi mà ngươi còn hạ lưu như vậy. đại hán mắng xong liền nhổ một bãi nước bọt. lúc này đứng cạnh vương lâm là một người trung niên. Hắn đang lắc đầu thở dài, nói: "Ôi, cái lão già này gần như ngày nào cũng bị đánh." Cố Tình xem nữ quyến nhà người ta thay đồ để bị đánh như vậy có đáng không? Vương Lâm nghe thấy vậy ngẩn người, liếc mắt nhìn lão nhân một cái rồi xoay người bỏ đi, nhưng hắn đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy lão nhân kia vừa lau máu tươi trên miệng vừa dương dương tự đắc đi về phía mình, Vương Lâm khẽ lách sang một bên, ánh mắt từ từ lạnh lẽo, lão nhân kia đi qua bên cạnh Vương Lâm chợt xoay người. Ánh mắt lão có chút kinh ngạc nhìn Vương Lâm một cái, nói, tiểu huynh đệ. Ta thấy ngươi thiên đỉnh đầy đủ, tử quan nhập thể, chắc chắn không phải là người bình thường có đúng không, Vương Lâm nhướng mày. Với thần thức của hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra lão nhân này chỉ là một người bình thường, không hề có một chút tu vi. Thậm chí trong cơ thể lão còn có rất nhiều vết thương, hiển nhiên là thường xuyên bị đánh. Vương Lâm chẳng hề có hứng thú đối với lão nên xoay người rời đi. Nếu lão vẫn cứ tiếp tục đi theo thì Vương Lâm cũng chẳng ngại mà tiễn lão đi tiếp thêm một đoạn đường nữa. Ánh mắt lão nhân có một chút đáng tiếc nhìn Vương Lâm, lắc đầu nói, nếu không có người nào chỉ điểm thì sợ rằng cuộc đời này không thể nào hóa thần được. Ôi, Vương Lâm chợt khựng lại. Hơi thở trên người hắn từ từ tỏa ra. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn lão nhân chầm chầm, lạnh lẽo nói, ngươi là ai? lão nhân đối mặt với hơi thở của vương lâm cũng vẫn thản nhiên hai tay lão chấp sau lưng ngẩng đầu nhìn trời nói lão phu là ai ngươi cũng không cần biết nhưng lão phu lại biết làm thế nào để ngươi có thể đạt tới cảnh giới hóa thần ánh mắt vương lâm chớp chớp lão già này có thế nào thì cũng chỉ là một con người mà thôi nhưng tại sao chỉ nhìn qua đã có thể biết được tu vi của mình chuyện thế này chỉ có một giải thích đó là tu vi của người đó đã vượt qua hóa thần kỳ vì vậy mới khiến cho vương lâm không thể nhận ra ta phải làm thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới hóa thần vương lâm nhướng mày nói lão đầu liếc nhìn vương lâm một cái rồi nói lão già này đang đói bụng nên không thể nghĩ ra cái gì cả ta biết có một cái tửu lâu ở gần đây chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện có được không nói xong lão liếm liếm môi trong bụng phát ra những tiếng ùn ụt. Phúc Thuận Tử Lâu là một trong những tử lâu xa xỉ nhất của Kinh Đô. Lão nhân ngẩng đầu, ưỡn ngực nhất chân bước vào, đại sảnh dành cho mọi người ăn uống hiển nhiên là không thể lọt vào mắt lão. Sau khi tiến vào, lão liền đi thẳng vào một phòng riêng. Chủ quán và tiểu nhị đứng một bên nhìn lão nhân xuất hiện mà ngẩn người. Sau đó cả hai liếc mắt nhìn Vương Lâm đi sau lão rồi bước tới đón tiếp, Vương Lâm cau mày chung quy hắn cảm giác thấy có điều gì đó không hợp lý. Rõ ràng là lão nhân hoàn toàn biết rõ cái tử lâu vì vậy mà gọi toàn những món thức ăn mà Vương Lâm chưa bao giờ nghe thấy. Sau khi thức ăn bày kín cả cái bàn, lão già giống như nhiều ngày chưa được ăn, lập tức vồ lấy mà ăn như rồng cuốn. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng ngồi đó uống rượu. Ánh mắt hắn nhìn lão già càng lúc càng lạnh, nói đi. Tại hạ xin rửa tay để nghe. Đợi lão già ăn một lúc, Vương Lâm lạnh lùng nói lão đầu cầm lấy một cái cẳng tiếp tục gặm miệng lão dính đầy mỡ nói việc đâu còn có đó ngươi cứ chờ ta ăn xong cái này đã lão già vừa nói vừa gặm thoáng một cái đã hết cả cái cẳng sau khi cảm thấy no nê hai tay lão xoa xoa vào nhau mà nói hóa thần kỳ muốn hiểu được thiên đạo thì ta xem ngươi cũng có thể lĩnh ngộ muốn đạt tới hóa thần cần phải sinh ra được ý cảnh ngươi có hiểu được ý cảnh hay không tiểu tử ngươi cứ thể ngộ một chút khi ngươi cảm nhận được ý cảnh thì khoảng cách đến hóa thần cũng không còn xa nữa chuyện này ta đi nhà xí một chút rồi trở lại nói tiếp với ngươi lão đầu đột nhiên sờ bụng vội vàng đứng dậy dường như sợ vương lâm không cho ra ngoài lúc lão đứng dậy liền rặn ra một tiếng nhất thời một mùi thối bay khắp phòng sau đó lão già cảm thấy xấu hổ mà đi ra vương lâm vung tay lên một luồng gió chợt xuất hiện xua tan mùi thối đang nồng nặc trong phòng. Trong lúc đó, thần thức của hắn vẫn theo sát lão già. Một loạt biểu hiện của lão già thể hiện một sự thấu triệt hoàn toàn. Những lời nói của lão về cảnh giới hóa thần đã chứng tỏ điều đó. Chuyện như vậy người bình thường cơ bản là không thể biết được. Trong lòng đang suy nghĩ, chợt trong mắt vương lâm lóe lên hàng quang. Hắn lập tức đứng phát dậy. Thần thức của hắn đã thấy lão già đi ra khỏi cửa sau của tử điếm sau đó lão co cẳng chạy luôn vào trong đám dông thân thể vương lâm chợt lóe lên biến mất khỏi tử lâu sau khi xuất hiện hắn đã đứng ở bên ngoài hai mắt lạnh như băng từ từ theo sát lão già chỉ thấy lão nhân không biết thay đổi quần áo từ lúc nào cầm cái tâm đang xỉa răng lão móc một miếng thịt từ kẻ răng ra ngắm nghía rồi lại nhét vào miệng đang đi trên đường lão chợt dừng lại nhìn về phía một người trung niên mặc áo tím cách đó một đoạn hai mắt lão sáng lên mỉm cười nhanh chóng đi tới, người trung niên cao mày, liếc mắt nhìn lão già một cái rồi không để ý nữa. Lúc này, lão già chợt mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi khuôn mặt đầy đặn, tử quan nhập thể. Chắc chắn không phải là người bình thường, trung niên nam tử ngẩn người, dừng lại, liếc mắt nhìn lão già. Ánh mắt lão già lộ ra vẻ đáng tiếc, lắc đầu, nói, đáng tiếc. Nếu không có người nào chỉ điểm chỉ sợ rằng cuộc đời này không thể kết đăng hai mắt trung niên nam tử chớp chớp trầm giọng nói ngươi là ai lão già lắc dầu nói ta là ai cũng không quan trọng trước hết chúng ta cứ tìm một chỗ thư giãn rồi nói chuyện có được không sắc mặt vương lâm hết sức âm trầm nam tử trung niên cũng là một vị tu sĩ nhưng tu vi cũng mới chỉ đạt tới trúc cơ kỳ mà thôi hiển nhiên không biết lão già này học được những loại từ ngữ đó ở đâu mà chuyên dùng để hãm hại người tu tiên nhưng cho đến giờ lão vẫn còn sống thì việc này chắc chắn là không hề đơn giản trừ phi vương lâm là người thứ nhất bị lão lừa nếu không chắc chắn lão già cũng không thể sống đến bây giờ thân là người tu tiên mà bị một người bình thường trêu chọc cho dù là kẻ nào cũng không thể tha cho lão mà kỳ lạ ở chỗ lão già chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được tu vi của tu sĩ nếu là trúc cơ kỳ thì lão nói tới việc kết đan nếu là kết đan kỳ thì lão nói tới việc kết anh mà vương lâm là nguyên anh kỳ thì lão nói tới hóa thần lúc này đã quá ngọ vương lâm cứ nhìn lão già chăm chú hắn muốn xem cuối cùng thì lão có cái bí mật gì trong khoảng thời gian cả giờ ngọ tính cả vương lâm lão già đã lừa cả bốn người tất cả những người lão lừa đều dẫn tới chuyện ăn uống chỉ có một người là tới thanh lâu mà thôi nhưng trong ba người kia kể cả nam tử áo tím cũng không hề có ý định tìm lão gây phiền toái giống như lời nói của lão già có một thứ ma lực gì đó vương lâm càng xem càng kinh hãi lão nhân đối với việc đột phá tu vi có một sự kiến giải rất hay thường chỉ nói hời hợt mấy câu liền khiến cho sự bế tắc của tu sĩ liền biến mất vì vậy mà chẳng ai cho lão là người lừa gạt ngược lại còn có cảm giác như gặp phải tiền bối cao nhân vương lâm suy nghĩ một lúc rồi thu hồi thần thức không quan sát nữa người này hết sức thần bí Vương Lâm có dự cảm lão già này có điều gì đó rất tuyệt. Sau khi Vương Lâm thu hồi thần thức, lão già đang ở trong thanh lâu ôm một nữ tử kiều mị chợt mỉm cười liếc mắt về phía Vương Lâm. Sau đó lão lẩm bẩm, Nguyên Anh Kỳ. Chính xác là Nguyên Anh Trung Kỳ. Có nên giúp hắn một chút hay không? Lão đang suy nghĩ thì nữ tử trong lòng lão chợt lên tiếng nũng nịu. Nhất thời, lão già liền gạt phát Vương Lâm ra khỏi đầu, mà cúi xuống. Sau khi không quan sát lão già nữa, Vương Lâm suy nghĩ một lát rồi xuất hiện ở một nơi hẻo lánh của thành Tây. Hắn lấy ra tám lượng vàng sau đó mua lấy một cái cửa hàng nhỏ. Sau khi thu dọn qua, hắn liền đi vào bên trong cửa hàng. Nếu muốn hóa thần thì phải xuống phàm mà thể ngộ nhân sinh, hiểu được thiên đạo. Đây là phương pháp mà Vương Lâm nghĩ tới có thể đột phá Nguyên Anh. Sau khi bình tĩnh liếc mắt nhìn cửa hàng một cái, Vương Lâm an tĩnh ngồi khoanh chân, lặng lặng cảm thụ thế giới con người. Lúc này, Vương Lâm liền ẩn mình vào thế giới phồn hoa của Kinh Thành, lặng lặng cảm thụ thiên đạo, cảm thụ luân hồi, nhằm đột phá Nguyên Anh tiến vào hóa thần. Tất cả mọi chuyện đều được hắn cố gắng chuẩn bị trước.